xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện túng túng chương 59 thế giới thứ tư thế giới này đặc biệt hơn so với hai thế giới mà cậu đã trải qua trước đó 7777 nói với cậu rằng sau khi cha công chết thì nhiệm vụ của cậu coi như hoàn thành hồn bắt buộc phải lìa khỏi xác ngay lập tức không có chuyện sinh lão bệnh tử nữa điều này cũng bình thường bởi vì thần không cho phép cuộc đời cậu diễn ra theo hướng sinh lão bệnh tử được nhất định thần sẽ để cậu sống một cuộc đời trọn vẹn. Dường như trong lòng Đỗ Vân Đình đang xảy ra một cuộc rằng co kịch liệt. Một phe tham gia trận chiến là hệ thống nhất định phải đưa cậu rời khỏi thế giới này, phe còn lại là thần bất chấp thế nào cũng phải cho cậu sinh mệnh vĩnh hằng. Hai phe rằng co hồi lâu, cuối cùng đều khiến nhau tức giận nổ phổi. 7777 giận dữ nói với ký chủ, đây là quy tắc. Quy tắc sao có thể thay đổi chỉ vì một người? quy luật khách quan kiểu này sẽ không thể thay đổi vì ý muốn chủ quan của con người được, cho dù hắn đi cửa sau cũng không được. Mặc dù thần cũng tức giận nhưng hắn không phải người thích phàn nàn làm nhảm, nhưng càng ngày hắn càng trầm tư ít nói hơn, lúc nào cũng nghĩ cách biến nhóc tín đồ thành bất tử. Đỗ Vân Đình bị kẹp ở giữa bi cậu cử người đến chăm sóc Eric, không phải để Eric được sống thoải mái mà là để đảm bảo gã vẫn còn sống ngay cả khi 7.777 liên tục cằn nhằn rằng cậu làm vậy chắc chắn sẽ bị kéo điểm thấp tè cho coi, thì Đỗ Vân Đình vẫn không thể kiềm chế được. Cậu chỉ lo lắng liệu mình có thể ở lại thế giới này lâu thêm chút được nữa không, hơn là chuyện điểm cao điểm thấp. Dù vậy, thân là một người phàm nên Eric cũng không thể sống quá lâu. Năm 70 tuổi, gã lâm bệnh nặng rồi không tỉnh dậy nữa. Đỗ Vân Đình dần cảm nhận sự xuất hiện của một thời khắc đặc biệt cậu ở trong phòng của nhà thờ suốt những ngày cuối cùng. Thần vuốt ve đôi cánh tuyết trắng của cậu, hắn khẽ chạm vào nhóc tín đầu độc nhất vô nhị của mình, mím chặt môi. Đôi mắt tín đầu nhỏ như muốn khép lại, cậu nỗ lực chống mí mắt lên nhìn người đàn ông kia, giọng nói trầm thấp gọi tên cố tiên sinh. Thần lại nghe xương hô này, nhưng lần này, xương hô cố tiên sinh khiến hắn cảm nhận được sự quen thuộc mãnh liệt hơn những lần trước đó, thậm chí trái tim thần cũng xúc động bất ngờ, gần như muốn đáp lại nó cố tiên sinh linh mục trí chê thì thào gọi hắn đôi mắt màu xanh gần như sắp sụp xuống vẫn đang chăm chú nhìn lên khuôn mặt người đàn ông bàn tay dưới tấm thánh bào nhẹ nhàng vươn ra chạm vào nốt ruồi nhàn nhạt trên xương lông mày hơi cao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến cậu không rõ mình là ai mình đang ở đâu thần đứng bên cạnh nghe cậu tiếng to tiếng nhỏ gọi từng câu hầu hết là cố tiên sinh cũng xen vài câu cậu ơi hoặc là anh hai thần cha chuông nhà thờ vang lên đột ngột, hết tiếng này đến tiếng khác nối nhau như tấu lên chấn hồn khúc. Giữ âm thanh tiếng chuông, chừng như người nằm đó khôi phục chút tỉnh táo bởi cơn hồi quang phản chiếu, cậu ngồi dậy từ trên giường, lảo đảo đi ra cửa. Thần nhíu chặt mày kéo cậu lại, ôm cậu trong vòng tay, hắn nghe tiếng lầm bẩm đã đến lúc cầu nguyện với đức thần cha. Vẻ vui mừng chợt hiện lên gương mặt cậu, áng mây đỏ rực vén lên từ bên tai, rồi cháy hết trên má cậu thần quan sát hồi lâu, mới nhận ra đó là ánh tà dương phản chiếu qua cửa sổ hoa hồng. Trời chiều dịu dàng kéo bóng dài dưới chân nhóc tín đồ của hắn. Đôi cánh cậu vươn dài, mái tóc vàng bồng bềnh xóa ra, đôi mắt xanh trong veo. Dường như cậu sắp phải tan chảy thành một vốc nước trong ánh sáng này, gắng đến mấy cũng không thể không khuất phục. Thừa nhận sự bất lực của bản thân là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với vị thần đã tạo ra thế giới này nhưng bây giờ hắn lại thấy mình thật vô dụng, đây là thất bại hắn chưa từng gặp phải, dường như thần lực cũng vô hiệu. Dù cỏ cây hay nhân loại thế giới này đều ngoan ngoãn nghe lời hắn, thì hắn vẫn không thể kéo nhóc Tín Đồ của mình ra khỏi vòng tròn số phận này. Vì vậy hắn đã triệu hồi ác ma. Bảy ác ma bay lên từ dưới vực thẳm âm u, chúng đang cười nhạo vị thần rơi vào chật vật. Đôi cánh đen xì của chúng rũ rượi sau lưng, lỗ tai nhọn hoắt và cái đuôi khẽ đung đưa theo nhịp khiến cái xiên tam giác bén nhọn trong tay cũng lung lay. Thần không dài dòng, tôi muốn cứu em ấy. Đám ác ma bay vòng quanh người trên giường. Chúng nhe hàm răng gớm ghiếc giữ tợn của mình cười khà khà với thần. Lilith khoác lên mình chiếc áo choàng lông xinh đẹp, đôi mắt lúng liếng nhìn thần chằm chằm. Một người phàm mà đáng được nhận sự chú ý của ngài sao? Cô ta ung dung hỏi, móng tay đỏ tươi dựng ngược trên bàn tay trắng như tuyết, nếu ngài muốn một ôm ga thì tôi cũng có bọn họ không chỉ xinh đẹp mà còn thú vị, nghe lời hơn nhiều so với kẻ bên cạnh ngài. Có ánh thần quang lóe sáng vụt lên như chớp, rồi ngay lập tức xuyên thủng cánh cô ả. À. Lilith bị cố định trên bức tường nhà thờ, hai cẳng chân thon dài trần trụi buông thõng xuống, cổ họng trào ầm ực từng ngụm máu đen xì. Rốt cuộc tiếng cười nói của đám ác ma cũng nín bặt, con đầu đàn không dám bay nữa mà lo siết chặt xiên tam giác trong tay mình. Ngài đang cố gắng để giữ lại một linh hồn không thuộc về nơi đây. Gã mở miệng khô khốc gần từng chữ một. Chúng tôi không giúp ngài được, ngài không thể làm được gì đâu. Bàn tay gầy guộc như khúc gỗ khô của gã chậm rãi đặt lên vầng trán của vị linh mục đang say ngủ. Cậu không có linh hồn trong thế giới này. Nếu là con dân ở đây thì chắc chắn trên đầu cậu phải nở một đóa hoa nho nhỏ. Màu trắng tượng trưng cho lòng mộ đạo và sự thánh thiện, màu đen tượng trưng cho sự đồi bại và sa đọa. Đây là tiêu chuẩn để ác ma đánh giá xem linh hồn này có phải đồng bọn của mình hay không. Nhưng sau khi gã đưa tay ra thử thì vầng trán linh mục trí chê vẫn trống trơn như trước, không xuất hiện đóa hoa nào. Bỗng nhiên thần nhắm mắt lại, ác ma thu tay về, gã quan sát khuôn mặt thần, chợt phát hiện sự thay đổi giữa vầng sáng vàng rực đang lóe lên, từng đốm sáng nhỏ lấm tấm đang tràn ra từ cơ thể người đàn ông này, dần dần chúng tụ thành một quầng sáng lớn rồi bất ngờ vỡ tan tành. Gã chân chối nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm, gần như không thể tin vào mắt mình. Ngài, ngài đang gạt bỏ thần lực sao? Đám ác ma sướng sờ chứng kiến khung cảnh trước mắt, ánh thần quang khuếch tán ra khỏi nhà thờ, dường như trung đồng trên gác cảm nhận được điều gì, lại gióng lên hồi chuông âm vang liên hồi. Một đàn bồ câu chẳng biết bay ra từ đâu, cũng đang chấp chới trao lượn giữa trời, vây kín nóc nhà thờ như tấm lưới. Từng chú chim bay cao bay thấp kết lại với nhau, đầu nối vào đuôi như một vòng hoa khổng lồ. Hoa nở rồi tàn, dù mùa nào thì bây giờ từng khóm hoa cũng đang nô nước chen nhau khoe sắc có đỏ và hồng trắng rồi vàng từng vệt màu loang ra trên đất như tranh vẽ động vật cũng gào rú điên cuồng bầu trời phản chiếu sắc đỏ kỳ lạ các vì sao trên nền trời cao cũng chợt lóe sáng lên rồi lao vút xuống kéo theo chiếc đuôi dài của mình mọi người đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trong ngày điển lễ mừng sinh nhật linh mục trí chê thế là càng lúc càng đông người ùa ra ngạc nhiên chỉ trỏ vào chóp nhà thờ ở phía xa bọn họ cứ nghĩ thần đang tặng món quà khác cho Linh Mục nên ai cũng chỉ đứng ngắm, lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng kỳ dị ấy. Không ai biết rằng đây là sự vẫn lạc của thần, nguyên văn là yun lua nghĩa gốc là sự rơi của các vì sao, thường được dùng để chỉ cái chết của các vĩ nhân, các vị thần hoặc những người có quyền lực, cũng có khi chỉ sự chôn cất của nhân tài. Trong nhà thờ, thần từ từ mở mắt ra, đôi mắt không còn màu vàng kim như trước nữa. Hắn chậm rãi xòe tay, nhiệt độ ấm áp không cần hắn rót thêm thần lực nữa nhiều đây đã đủ để nhóc tín đồ không bị nhiễm lạnh hắn ôm người trên giường vào lòng mình vuốt ve mái tóc vàng đã ngả bạc của cậu đám ác ma tận mắt chứng kiến cảnh tượng thần vẫn lạc còn đang ngơ ngác đứng đó dường như người đàn ông trong phòng không nhìn thấy chúng khuôn mặt hắn giả đi nhanh chóng mái tóc bỗng chốc ngả màu hoa dâm bàn tay có từng đốm đồi mùi hiện ra vị thần đang hấp hối dựa vào giường đã biến thành một người bình thường hết sức bình thường ngài thần nhẹ nhàng âu yếm đôi cánh rủ xuống của tín đồ không có cách để sống mãi hắn đã thử tất cả mọi cách nhưng không lối đi nào có thể níu lại bước chân nhóc tín đồ khỏi móng vuốt của thần chết vì vậy thần đã nghĩ đến cách càng nhanh gọn hơn hắn tựa đầu vào đầu linh mục hơi thở yếu ớt hòa vào nhau như hòa vào không khí tôi sẽ đi cùng em hắn vén những sợi tóc lòa xòa rán bên thái dương cậu đôi mắt đục ngầu nhấp nháy ánh sáng nhỏ vụn hắn trầm giọng nói thế này cũng coi là cộng sinh. Mãi lâu sau đám ác ma vẫn không nói nên lời, thế mà chúng có thể nhìn ra thứ cảm xúc khiến trái tim rung động từ đôi mắt của đấng tạo hóa. Chốc lát sau, ác quỷ đầu đàn lùi ra sau một bước, chúng xải cánh đồng loạt bay khỏi. Bầu trời bên ngoài cửa sổ nhuộm lên màu hoa hồng kỳ ảo, ánh lên gương mặt của đôi uyên ương trong nhà thờ. Dưới khung cửa sổ đầy hoa hồng, trong cơn gió khẽ mơn man lướt qua, tiếng chuông nhà thờ thánh thoát vang lên không ngừng cuối cùng nó nặng nề vang lên một tiếng thật to, như thể đã dùng hết sức lực nện lên giá đỡ bằng gỗ vốn đã qua tải. Nó nện vào nền đất rồi không bao giờ vang lên nữa. Sau khi kết toán sổ sách, Đỗ Vân Đình trợn mắt nhìn số điểm 68. Sao có thể như thế? Cậu khó tin nói với 7777, cha công còn bị thiến cơ mà. Trong thế giới ABO này, không còn tuyến thể thì tương đương đã bị thiến, câu này chắc chắn không sai bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tuổi vào mặt cậu còn không biết xấu hổ mà nói à lúc đó tôi đã khuyên cậu đừng nên cứu gã ta cậu có nghe không đỗ vân đình hơi thột lẩm bẩm vậy cũng không thể trừ một đốm điểm như vậy chứ được từng này điểm là cậu nên biết ơn đi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy mắng tiếp nếu không có cố tiên sinh thì cậu còn không đạt nổi tiêu chuẩn đến cả việc cha công bị thiến cũng có phải công lao của cậu đâu sau khi phát hiện cơ thể mình không cần dùng cao hài hòa nữa, Đỗ Vân Đình như ngựa hoang đất cương, quảng sạch nhiệm vụ ra sau đầu, chỉ muốn tận tình tung tăng bay nhảy trên thảo nguyên. Có thể chạm đến mốc điểm này là 7777 cảm thấy có gì đó hút tất ở đây rồi. Đúng ra phải trừ âm điểm tên ký chủ này chứ, Đỗ Vân Đình vẫn chưa đã đời với dư vị vô tận kia, giờ còn thòm thèm muốn chết. Hệ thống không về nhà à, về chứ về chứ. Đỗ Vân Đình vội vàng chỉnh đốn thái độ rồi bỗng dưng hỏi, hai tám nè, sau khi tôi đi, cố tiên sinh. Hắn cũng không ở lại, đây không phải là bí mật không được tiết lộ, nên 7777 có thể trả lời cậu, hắn đi theo cậu, gạt bỏ thần lực, tự làm mình già đi rồi nhắm mắt xuôi tay bên cạnh cậu. Đột nhiên ký chủ rơi vào trầm mặc một hồi lâu cậu không nói năng gì, chỉ chăm chú nhìn vào một điểm trong khoảng không. 28 nếu tôi tích lũy đủ điểm thì 10 phút kia có thể giúp tôi làm gì? Hệ thống trả lời, cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn. Đỗ túng túng ngượng ngùng nói, nhưng tôi không có việc gì muốn làm, chỉ có việc muốn được làm. Suýt thì 7777 hộp máu mồm. Đừng nghĩ nữa, vậy thì không muốn nữa Đỗ Vân Đình nhún vai, tắt bộ phát thanh chuyên trêu chọc hệ thống nhà mình. Lúc lâu sau, cậu chợt nói, nếu tôi tích lũy đủ điểm thì tiễn tôi về nhà, gọi một phút điện thoại thôi. Cái gì mà bảo hiểm nhân thọ với cả tư vấn đầu tư, dẹp mẹ hết đi. Những cớ này chính cậu nghe còn thấy lạ đời đến mức tức cười, giải gì nhắc lại. Nhưng nếu được gọi lần nữa, cậu nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ nghiêm túc nói với Cố tiên sinh. Tuyệt đối sẽ không sợ hãi co càng bỏ chạy. Hệ thống rất nghi ngờ về chuyện này. Chuẩn bị xong chưa? Nó dùng giọng điệu giải quyết việc chung mà nói, 3, 2, 1. Đột nhiên khung cảnh trước mặt trở nên nham nhở linh hồn như thể bị ai đó kéo ra rồi đột một thô bạo nhét vào một cơ thể khác. Đỗ Vân Đình mở mắt, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã có người túm chặt cậu lại, hung hăng và một tát ké đom đóm lên mặt. Đỗ Vân Đình luống cuống không kịp đề phòng, sững sờ ăn cú tát sao vàng bay đầy đầu. Cậu hít mũi một cái, cả phòng toàn mùi rượu, mùi nồng nặc sen lẫn nhịp thở thô nóng, khiến người ta thấy hơi buồn nôn. Trong không khí có mùi ẩm thấp, bên ngoài giường như đang mưa nên mùi cỏ xanh tươi và đất ẩm lặng lẽ len vào qua cửa sổ. Cả người Đỗ Vân Đình khẽ run lên, rốt cuộc cậu cũng nhìn rõ người trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn, lúc này gã đã qua chén nên mặt mũi đỏ bừng, đang cua cua chai bia trong tay vào mặt cậu. Bạch Hạ, tôi nói cho em biết, em không thích tôi, thì cứ việc nói thẳng. Còn bầy vẽ cớ nỏ cơ kia làm gì, đến cả giường cũng không trèo lên, còn nói không được rồi kêu sợ hãi, cái loại khốn nạn nhà em, đang chê tôi không có tiền chứ gì, em coi thường tôi à? Em dựa vào đâu mà coi thường tôi? Gã vươn tay tóm lấy Đỗ Vân Đình bằng động tác rất thô bạo. Đỗ Vân Đình nhíu mày, không để gã chạm vào góc áo mình mà né qua một bên. Ngoài dự kiến là tốc độ của người đàn ông này còn nhanh hơn cậu nhiều. Đỗ Vân Đình cũng là người được rèn luyện linh hoạt từ nhỏ, rõ ràng cảm thấy mình có thể tránh thoát bàn tay người đàn ông này, nhưng chẳng qua trong một chớp mắt cậu vẫn bị người đàn ông này tóm được. Chai bia dơ cao không nương tay quyện thẳng vào người cậu, trong chai còn có nửa lượng chia chưa uống hết đang chảy ộc ra đất. 7 bảy hét lớn, cẩn thận. Đỗ Vân Đình cũng nhìn thấy, ra đầu cậu tê dần, vội lùi lại một bước, thay vì ra cửa thì cậu nhào qua bên cạnh bàn. 7 bảy ngần ra, cậu, sao còn không chạy đi, Đỗ Vân Đình không chạy, cậu rút một con dao làm bếp to nặng từ chiếc thớt trên bàn, bắt đầu múa may vài đường hồng lòe tên kia. Hiển nhiên, món đồ chơi bia bọt trong tay gã chẳng là gì so với món vũ khí mà cậu đang cầm. Thế mà người đàn ông kia chẳng tỏ ra sợ hãi, gã thấy cậu cầm dao như vậy, thậm chí còn cười khà khà chế diễu, say mềm ở từng hớp một. Cái hạng nhân loại cũng như cưng, gã nói lúng búng không rõ, mà còn có gan chém tôi. Đỗ Vân Đình nghe không hiểu, nhân loại cũ mới là cái bíp gì nhưng cậu cũng không phải người chịu để yên cho người ta bắt nạt. Thấy người đàn ông không sợ đòn uy hiếp của mình mà còn nhích từng bước lại gần, tay trái Đỗ Vân Đình cầm dao, tay phải bắt lấy chai thuốc diệt côn trùng treo trên tường. 28. Bịt mũi lại, 7777 bịt chặt mũi, Đỗ Vân Đình mở nắp lọ thuốc xịt thẳng vào mặt người đàn ông kia. Gã hét to che lấy đôi mắt nóng rát đau nhức, vô thức giơ tay rủi, đúng lúc này Đỗ Vân Đình cũng nâng dao trên tay trái lên, lưỡi dao cùn hung hăng bổ lên đỉnh đầu người đàn ông, nện cho hắn choáng váng mặt mày. Tranh thủ lúc này, Đỗ Vân Đình nhanh chóng nhảy tường tìm đường thoát. Cậu vừa vắt chân lên cổ chạy vừa thờ hồng hộc nói với 7777 vẻ khó tin, nói đánh là đánh ngay à. Có tình người không thế, nhiệm vụ của cậu cũng đâu nằm trong series siêu anh hùng đâu. 7777 cũng rất khiếp sợ, cậu là ký chủ đầu tiên dám lấy đá trọi đá với đối tượng nhiệm vụ mà tôi từng gặp, Đỗ Vân Đình chạy một đoạn dài, kiếm chân ngó nghiêng, sau khi chắc chắn người đàn ông kia không đuổi theo mới hỏi nó. Tổng cộng cậu đã gặp bao nhiêu ký chủ? Mình cậu ớ, hệ thống 7777 lính mới trong nghề rất thẳng thắn, cậu là ký chủ đầu tiên của tôi. Có thể tôi cũng sẽ là ký chủ cuối cùng, mà hệ thống nhà cậu phụ trách đấy. Nhưng mà, nó nói, trước đây tôi từng nghe qua về nhiệm vụ ở thế giới này rồi. Có không ít người đến đây để hoàn thành nó, nhưng thành công thì chưa có ai đỗ vân đình nhíu mày hỏi gửi kịch bản cho tôi xem hệ thống gửi kịch bản hoàn chỉnh của thế giới nguyên chủ đây là một kỷ nguyên mới sau khi trải qua tận thế nhằm mục đích thích nghi tốt hơn với môi trường địa cầu nên con người và động vật phải tiến hóa thành giống loài mới có thể đồng thời sở hữu hai hình thái thú và người cùng lúc sức sống và độ nhanh nhẹn đều được cải thiện đáng kể trở thành những anh hùng cứu vớt thế giới trong buổi tận thế được xưng là nhân loại mới còn những người dân bình thường từ trước đến nay sinh sống trên địa cầu thì gọi là nhân loại cũ. Nguyên chủ Bạch Hạ chính là nhân loại cũ, người nhà cậu không ai có thể gắng gượng vượt qua giai đoạn tận thế, càng không thể chứng kiến cuộc sống mới diễn ra sau tận thế. Cậu là người duy nhất còn sống sót, tiếp tục tồn tại trong thế giới vừa được gây dựng này. Đó là thời điểm mọi thứ bắt đầu khởi sắc, chính phủ nỗ lực để khôi phục lại chất lượng cuộc sống ổn định như trước thời tận thế cho nhân dân khuyên khích người dân mạnh dạn ra ngoài và xây dựng lại nhà cửa sân vườn. Bạch Hạ chính là một trong số đó. Cậu tận mắt chứng kiến từng cây dây leo khổng lồ quấn chặt hàng chục tầng khu dân cư, đang từ từ lùi dần ra khỏi nơi con người sinh sống. Thế là sau bao nhiêu năm trôi qua, rốt của cậu cũng có thể bước vào cánh cửa nhà mình. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày chăm chỉ lao động, cố gắng học tập. Cậu là một người đồng tính bẩm sinh, cũng may sau tận thế thì thái độ của mọi người đối với tình cảm đồng giới đã dần thay đổi, từ ghê tầm tẩy chay chuyển thành bao dung, dù sao đã trải qua cuộc chiến sống còn, đồng giới hay dị giới cũng không là vấn đề nữa. Một bà dì thân tiện sống chung khu dân cư đã nhiệt tình giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Bạch Hạ, đó là Giang Văn Khang. Giang Văn Khang là nhân loại mới có hình dạng của một con báo. dáng người cao to cường tráng, khỏe mạnh như vâm nên chỉ ngồi một chỗ cũng đã tạo cho người khác cảm giác an toàn, giống như rất đáng trao niềm tin cho gã bà dì mai mối gần như thổi phồng giang văn khang lên tận trời khen gã không chỉ nhân loại mới mà còn là một người chu đáo săn sóc cầu tiến bạch hả cũng thích cậu không còn cha mẹ bẩm sinh đã có thiện cảm với những người mang lại cảm giác an toàn cho người khác dường người kia cũng vừa ý với cậu sau lần đó thì liên tục hẹn hò đến lễ giáng sinh còn chính thức thổ lộ với cậu Giang Văn Khang nói nhà gã tạm thời xảy ra trục trặc nên không thể ở được, thế là hai người dọn vào ở chung với nhau. Mặc dù ở chung, nhưng Bạch Hạ vẫn không chấp nhận việc tiến đến giai đoạn cuối cùng. Cậu là người có tư tưởng truyền thống, cho rằng chuyện này chỉ nên xảy ra sau khi hai bên đã xác định người còn lại chắc chắn là bạn đời của mình, chọn thời gian và địa điểm thích hợp rồi trao nhau lời thề chung đôi mãi mãi, sau bước này mới được thực hành bước cuối. Có mấy lần Giang Văn Khang cố gắng trèo lên giường cậu lúc nửa đêm, nhưng đều bị cậu thẳng thường từ chối bởi vậy thái độ gã càng lúc càng kém nhưng bạch hạ vẫn không thấy có vấn đề gì cậu cho là mình để bạn trai chịu thiệt thòi nên càng đối xử với gã tốt hơn cơm ngon ngày ba bữa coi gã như thần mà cung phụng giang văn khang không thích ra ngoài làm việc nên cậu phải một mình gánh vác gấp đôi vất vả kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hai người rốt cuộc vấn đề thật sự lộ ra là lần đầu tiên giang văn khang say rượu về nhà gã không nói nhiều đã ven ống áo lên cầm chai bia nện cho cánh tay Bạch Hạ đầy máu. Bạch Hạ đành phải nửa đêm ôm vết thương đi cấp cứu. Sau khi tỉnh rượu thì Giang Văn Khang vội vàng chạy đến bệnh viện, gã lại dùng chiêu quỳ xuống nhận sai, xin hứa sau này chắc chắn không tái phạm. Nếu còn có lần sau, bạn trai quỳ trên sàn thốt ra lời thề son sắt, anh không còn là người nữa mà là chó. Tiếp sau chết không toàn thây, Bạch Hạ nhẹ giả, đưa tay che miệng gã lại không cho gã tự nguyền rủa mình dù sao còn có tình cảm người ta nhận sai cũng rất thành khẩn nên bạch hạ vẫn tin cậu không coi chuyện này có gì to tát chỉ nghĩ giang văn khang uống nhiều quá làm bậy bạ mà thôi sau lần đó thì cậu vẫn tiếp tục săn sóc yêu thương bạn trai mình như trước ai mà ngờ mới qua nửa tháng thì chuyện đó lại tái diễn lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước cậu bị đánh từ đầu xuống chân toàn là vết bầm đầu đập xuống bàn tạo thành miệng vết thương chừng nửa miệng chén nhếch nhác chạy vào viện lần nữa Giang Văn Khang lại mò đến, gã tiếp tục dở bài cũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, rồi thề khóc đủ kiểu, gã còn viết giấy cam kết với Bạch Hạ rất chân thành, cắn ngón tay nhỏ máu làm dấu đảm bảo dưới tờ đơn. Đúng lúc đó bà dì Mai Mối cũng khuyên nhủ, bảo rằng ai mà chẳng có lúc say rượu này kia. Say rồi là làm bậy, đàn ông ai chẳng thế nên không coi là sai được. Hơn nữa đây còn là nhân loại mới, thời buổi này nhân loại mới có lợi thế hơn nhân loại cũ nhiều, được tham gia công tác nhiều ngành nghề bạch hạ tìm được người thế này đúng là một tổ bốc khói xanh sao rồi phúc phận tu luyện trăm năm mới được đó đây là thuật ngữ thường gặp trong phong thủy khói xanh là khí hơi xanh một loại khí tốt được xem là điềm lành báo gia tộc có người làm quan hoặc có chuyện tốt sắp xảy ra sao lại vì vài việc nhỏ nhặt mà nói chia tay là chia chứ bạch hạ cũng là đàn ông từ trước đến nay cậu không uống rượu khẽ mấp máy môi nhưng không nói gì cuối cùng cậu vẫn tha thứ cho bạn trai mình Giang Văn Khang vui mừng phát khóc lên, gã ôm cậu nghẹn ngào kêu bảo bối ơi bảo bối à, còn hẹn thì sau này nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Bạch Hạ lại tin, người kia nói chắc như đinh đóng cột, lại còn tình cảm hai người thời gian qua, ai mà nghĩ mọi thứ chỉ là giả dối chứ. Thế là cậu chấp nhận, lần này, Giang Văn Khang bỏ rượu được hơn mấy tháng. Nhưng có một đêm gã hội hè với đám bạn mình, cậu vừa ngửi được mùi rượu trên người bạn trai, trái tim cũng chết lặng, trong lòng có dự cảm không lành. Quả nhiên, Giang Văn Khang xách cậu bằng một tay từ trên giường xuống, cột đứng cậu trên trụ đầu giường. Sau đó lại phát sinh lần thứ tư, lần thứ năm, thậm chí về sau, không có hơi rượu mà Giang Văn Khang vẫn đánh cậu, hễ không hài lòng là gã tóm cậu ra để chút giận. Thượng cẳng chân hạ càng tay là chuyện thường, mấy lần ra tay đúng thực lực đều khiến Bạch Hạ nằm cáng cứu thương vào viện. Cậu là nhân loại cũ, nói về sức mạnh hay tốc độ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Văn Khang. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc chia tay, nhưng chỉ có vài tòa nhà để nhân loại cũng như cậu được sinh sống. Giang Văn Khang nghiến răng ghé sát vào tai cậu nói, dù có phải đào ba tấc đất cũng sẽ đào ra cái xác cậu, đến lúc đó gã sẽ có món ngon để thưởng thức, Bạch Hà hoảng sợ không dám. Đến tận lúc này, cậu mới hiểu ra đạo lý kia. Bạo lực gia đình đã có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau, vốn không có chuyện lần hai lần ba đã biết dừng lại vì ăn năn hối hận. Chỉ là bây giờ mới ngộ ra thì cũng đã muộn rồi. Tác giả có điều muốn nói, lũ sói con, lặng lẽ ngồi xổm chuẩn bị lên sóng. mươi 60, Đỗ Vân Đình cứ thể bỏ chạy khỏi nhà mình, không mang cả di động theo. Cậu lang thang vài vòng trên đường mới nhận ra xung quanh có vài nhân loại mới đang lảng vảng đi tới đi lui, kẻ nào cũng vì phèo điếu thuốc trông không dễ trêu vào. Sự khác biệt giữa nhân loại cũ và nhân loại mới khá rõ ràng, bọn họ ai cũng cao lớn cường tráng, quanh người phả ra mùi máu tanh tươi và lực uy hiếp vô hình. Nhân loại cũng như Đỗ Vân Đình, bình thường gặp bọn họ cũng phải tránh đi, hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc. Trong góc đường âm u tĩnh mịch, nhân loại mới ở gần đó thình lình quang áo khoác xuống đất, khom lưng là thay đổi diện mạo trong nháy mắt. Thân hình nguyên bản của bọn họ nhanh chóng co rút lại, tứ chi đứng vững trên mặt đất, đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong bóng tối. Chúng xài từng bước rộng nhảy vọt qua người Đỗ Vân Đình như chớp nhoáng, trong đó có con hình dáng như báo hoa mai, lúc chạy ngang còn hít vào Đỗ Vân Đình rồi phát ra tiếng gầm gừ trầm đục. Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu Đỗ Vân Đình, đừng cản đường, nhóc dễ thương. Đây là lần đầu tiên, Đỗ Vân Đình tận mắt chứng kiến quá trình biến thân của nhân loại mới. Cậu ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, phát hiện những con mãnh thú này đang xòe ra bốn móng vuốt, thoát cái đã biến mất ở cuối tầm mắt cậu với tốc độ cực kỳ choáng váng. Gió đêm rất lạnh, đỗ vân đình đứng trong gió lục lọi khắp người mãi mới mò ra được ít tiền giấy có vẻ đây là tiền mới bây giờ có nhà nhưng không thể về trong nhà còn tên cha nam kia đang nhộn nhiệt điên cuồng đỗ vân đình đổi hướng đi về phía căn nhà có treo bảng khách sạn đang nhấp nháy cách đó không xa người ngồi ở quầy lễ tân cũng là một nhân loại mới anh ta không thèm nhếch mắt lên nhìn khách mà chỉ chằm chầm vào máy tính trước mặt thuê phòng à đỗ vân đình nói vâng người đàn ông vươn tay ra nhận được tiền của Đỗ Vân Đình thì vẻ mặt dễ nhìn hơn. Anh ta mày mò dưới bàn hồi lâu rồi thải tấm thẻ lên mặt bàn, tầng ba quẹo phải. Đỗ Vân Đình cầm thẻ phòng, nói câu cảm ơn ngắn gọn. Cậu đi lên dọc theo cầu thang tối om, cầu thang không có đèn chỉ đành mượn chút ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang mà đi, chỗ nào cũng đen kịt khó dò. Chút tối tăm này không là gì đối với thị lực vượt trội của nhân loại mới, nhưng với những nhân loại cũ thì đúng là ảnh hưởng cực lớn. Đỗ Vân Đình viện tường đi thật cẩn thận, nhưng chưa được hai bước thì cảm giác quanh mình có luồng gió nổi lên. Có thứ gì đó vụt qua bên người cậu, ngay sau đó là tiếng chửi rủa của người đằng sau. Mày có gan thì đừng mò về, mày vác mặt về thì tao chặt cột bốn chân mày cho coi, tao vặn gãy đầu mày. Người đàn ông trung niên nửa người trên trần trụi đang đứng trong hành lang, cửa phòng mở một nửa để lộ người phụ nữ với mái tóc xoăn dài đang ôm cánh tay ông ta, lắc la lắc lư đầy nũng nịu dám trộm tiền của ông đây. Người đàn ông trung niên khạc nhổ trên mặt đất, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cầu thang tối mịt, thằng danh con này. Anh thương, chớ nóng giận mà, người phụ nữ nhẹ nhàng nói rồi lại làm nũng với ông ta, nó vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện, chắc đói quá mới làm thế. Đói thì trộm đồ của ông đây hả, à? người đàn ông vẫn hùng hồ quát tháo, ngon thì đi trộm của người khác ấy, ăn cướp ngoài đường chẳng ngon hơn hả người phụ nữ lại thì thầm gì đó bên tai khiến ông ta bật cười không quan tâm đến chuyện trước đó nữa, ông ta tình cờ liếc nhìn phía cầu thang. Ánh mắt kia quét qua bóng dáng Đỗ Vân Đình như đinh gì, đâm đau cả người ông. Đúng là ngứa mắt, người đàn ông ôm cô à kia vào nhà, sớm muộn gì cũng chọc cho đôi nó vỉnh lên mới chừa. Đỗ Vân Đình vẫn không đứng lại, cậu tiếp tục dò dẫm từng bước tìm phòng mình rồi đi thẳng vào cửa. Cậu bật đèn lên, ánh đèn mờ ảo soi rõ cảnh tượng trong phòng, một chiếc giường đơn nhỏ xíu cộng thêm nhà vệ sinh cũng nhỏ nốt. Đỗ Vân Đình miễn cưỡng rửa mặt, mày tay chân, càng quyết tâm phải đuổi tên cha công kia ra khỏi nhà mình. Chăn gối thoáng có mùi ẩm mốc khiến cậu không tài nào ngủ ngon được, cả đêm trằn trọc thật lâu. Không biết rạng sáng mấy giờ, ngoài cửa có động tĩnh nhỏ như ai đó đang nhón chân lặng lẽ thử mở cửa phòng. Đỗ Vân Đình lập tức tỉnh táo, 7777 cũng tỉnh rụi trong đầu cậu, hỏi: "Động tĩnh gì thế?" Ký chủ nhà nó không trả lời, bật đèn phòng sáng choang. Ánh đèn này như tín hiệu, động tính ngoài cửa dừng lại rồi nhín bặt, không vang lên nữa. Đỗ Vân Đình quay về giường, đắp chăn cuộn mình. Sáng sớm hôm sau, có tiếng ồn ào chửi rủa vang lên trong khách sạn. Trộm thức ăn của tao, một người phụ nữ lạ mặt đang đứng trước quầy lễ tân chửi xa xả vào mặt nhân viên khách sạn. Đồ ăn trong phòng tao thiếu đi mấy phần, đồ vô liêm sỉ nào của ấm đồ ăn của tao rồi tận thế vừa qua chưa được bao lâu đối với bọn họ thì đồ ăn còn quý hơn nhiều so với tiền bạc thứ mất đi cứ như không phải chốt đồ ăn mà là nửa mạng sống của mình vậy nhân loại mới đứng ở quầy lễ tân trông vẫn biếng nhác chẳng mảy may quan tâm có thể là chuột ăn chuột nào mở được ngăn tủ phòng tao hả người phụ nữ đập bàn rầm rầm quát tiếp chuột mà lôi đồ đạc của tao ra à chẳng biết vì sao đỗ vân đình nhớ tới động tĩnh trước cửa phòng mình cậu im lặng chốc lát rồi nhấc chân lên tầng, lúc qua góc vắng, nhắc thấy có bóng người gầy gò đang ghé vào tường nghe hai người nói chuyện dưới quầy lễ tân. Cậu nhóc kia không lớn lắm, mới 7-8 tuổi, mặt mày tái nhật khoác lên tấm áo sơ mi cũ kỹ, bẩn thiểu rộng thùng thình, mái tóc không được cắt tỉa bù xù xóa xuống che lông mày, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt gầy gò không có màu máu. Tay áo sơ mi của cậu nhóc sắn lên, trên đó còn có vệt bầm ứ máu, bắt gặp ánh mắt Đỗ Vân Đình, cậu nhóc như con mồi bị cắn bất ngờ, bèn vội vàng chạy về hướng ngược lại. Thậm chí Đỗ Vân Đình còn không kịp gọi nó, dù gì cậu nhóc cũng là nhân loại mới, mấy giây đã chạy mất tăm. Đỗ Vân Đình nói với 7777, đứa bé này có hình thú là thỏ à. Chạy nhanh ghê á, 7777 nói, ai biết, nó ngừng lại xíu, rồi thốt lên những lời tận đáy lòng, thật đáng thương dù sao 7777 vẫn là hệ thống mới chưa trải đời, chưa tiếp xúc với những mặt tối của thế giới này, bây giờ thấy bóng dáng đứa nhỏ kia thì lại giạt rào tình yêu khiến hốc mắt cũng cay xè. Đỗ Vân Đình cảm thán, đúng thế, tôi cũng đáng thương. Hiển nhiên độ khó của thế giới này còn cao hơn nhiều so với thế giới trước. Thế giới trước cậu còn được giáo hội che chở, tuy là Omega nhưng vẫn sống an ổn, mà đến đây cậu lại không có bất cứ chỗ dựa nào thế giới này vừa trải qua tận thế nên hoàn toàn không thoát khỏi quy tắc mạnh ăn yếu nhịn, hệ thống pháp luật không hoàn thiện, giá trị đạo đức cũng mài mòn sau năm tháng thiếu thốn. Đỗ Vân Đình là nhân loại cũ mà muốn ngược cha công, đúng là khó càng thêm khó. Cũng may, đây mới là lần đầu tên cha nam kia ra tay với cậu. Trong kịch bản có chi tiết Giang Văn Khang tỏ thái độ, Đỗ Vân Đình hiểu sẽ khá gian nan nhưng không phải không thể. Cậu quyết định về nhà xem xét đã. Đỗ Vân Đình vò rối tóc mình rồi đi về. Giang Văn Khang đã tỉnh rượu rồi, gã chạy vội từ trong nhà ra đón cậu, còn nắm tay ánh mắt đầy quan tâm. Tiểu Hạ, gã nói với vẻ áy náy, em có sao không? Hình như hôm qua anh uống nhiều quá. Cậu không nói gì, vẻ mặt trông rất mệt mỏi, đứng ở cửa thay giày rồi đổi sang dép phải, không nói không rằng về phòng mình. Giang Văn Khang chặn trước mặt cậu, giọng điệu van lơn, Tiểu Hạ, anh biết sai rồi, em nhìn anh một lần thôi được không cậu lạnh lùng liếc gã như đang nhìn một người xa lạ giang văn khang hoảng hốt trong lòng gã hơi ngừng rồi nửa đùa nửa thật bảo chẳng phải vì bình thường em không cho anh chạm vào sao thì rốt cuộc bạch hạ cũng nói chuyện nhưng trong giọng nói không có tình cảm mà chỉ đơn giản là trần thuật lại nên anh chuẩn bị đánh chết tôi giang văn khang giật thót hết cả lòng mì sao em lại nói thế gã nói anh chỉ bị rượu sai khiến trong lúc hồ đồ mà chẳng phải em cũng không bị thương sao. Bàn tay gã vươn ra muốn chạm vào mặt bạn trai, dỗ như dỗ con nít. Được rồi, em đừng giận dỗi nữa, được không? Cậu thanh niên nghiêng người không để gã chạm vào, Giang Văn Khang lượn tới lượn lui bên cạnh cậu, khi thì bưng trà rót nước khi thì đấm bóp bà vai. Bà dì hàng xóm qua mượn đồ đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cảm thán với Đỗ Vân Đình, nhìn cậu Giang tốt với cháu chưa kìa, ui chao bà chính là người mai mối Giang Văn Khang cho Bạch Hạ. Nói là mai mối chứ thật ra chỉ là một bà gì may mắn sống sót sau tận thế, bây giờ cuộc sống vật chất phong phú lại không phải lo ăn lo mặc, đâm ra rảnh rỗi đi lo chuyện hộ người ta, cả ngày ngó trái nghĩa phải, xem nhà ai có chuyện là sung phong đi giải quyết hộ. Vì chuyện mai mối đối tượng cho người khác không phải dễ, nên bà ta nói chuyện cũng rất có khí thế bề trên, ngồi trên sofa kêu Đỗ Vân Đình rửa cho bà một quả táo, cứ như bà vừa ban cho Đỗ Vân Đình một món hời cực tốt nào đó. Lúc gì bảo cháu đi gặp, mà cháu còn không chịu. Cháu dòm coi, nếu không có gì thì cháu đào đâu ra đối tượng hợp ý thế này chứ. Giang Văn Khang cười nhân cả mặt, nói, dì ơi đừng đùa nữa. Bây giờ tiểu hạ đang giận cháu đây này. Bà dì kia vừa nghe đã không vui. Giận dỗi gì, bà ta trợn mắt không dám tin nhìn cậu. Chập một tiếng gió to rồi chỉ vào Giang Văn Khang, tiểu hạ, cậu giang nói thật đấy à tìm được đối tượng tốt vậy mà cháu còn bày đặt giận người ta cháu có biết bây giờ nhân loại mới rất khó tìm không người như cậu giang vẻ ngoài điểm chuẩn không có tính xấu còn hiểu lòng người nếu gì là cháu thì ngủ cũng cười tỉnh luôn ấy sao cháu còn ngớ ngẩn giận dỗi người ta chứ giọng bà ta y hệt lúc giới thiệu giang văn khang cho bạch hạ do bạch hạ còn nhỏ không hiểu ngôn ngữ của làng mai mối nên mới tin còn Đỗ Vân Đình vừa nghe thì cười lạnh. Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy lấy làm lạ cậu cười gì thế? Cười câu khen ngợi này, Đỗ Vân Đình nói, đảo đi đảo lại có mỗi hai câu. Nếu khen thật lòng thì đâu ai nói vậy. Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy, thật sự xuất sắc thì phải khen hắn có công việc ổn định, nhà lầu xe hơi. Đỗ Vân Đình chỉ dạy cho hệ thống nhà mình, còn kiểu này hả, toàn mấy lời khen sảng thôi. Nói trắng ra, khen vậy là để điều hòa không khí bà nội này tính nết hệt như cây dù, giống bể nào là che bể nấy. Còn nói dễ nghe xíu thì chắc do lớn tuổi, bình thường cũng có tài ăn nói nên biết cách dỗ dành người khác. Tóm bà thím này là tấm chiếu cũ dày dặn kinh nghiệm, có chuyện gì mà chưa trải qua. 7777 hoàn toàn bị sốc, mồm bà mối là mồm điêu, đỗ tung tung nói, giống như lần trước có người giới thiệu tôi với con gái nhà người ta, cũng thổi phồng tôi thành con nhà giàu tương lai sán lạn, tài sản hơn trăm triệu dịu dàng chu đáo lịch thiệp tử tế hệ thống nghĩ mãi cũng không liên hệ được mấy đặc trưng trên có quan hệ gì với ký chủ nhà mình trong khoảnh khắc bối rối này nó chợt hiểu ra bà mối là sinh vật không đáng tin đến mức nào đáng thương quá đúng chứ đỗ vân đình nói hồi đó tôi đáng thương biết bao bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tôi nói cô gái kia kìa lớ ngớ tin lời bà mối lại tưởng mình được gả cho ba ba mã sao lỡ thành đôi thật thì không chỉ rước về một đứa đam đang, mà đứa đam đang ấy còn có crush rồi. Nguyên văn là ma ba ba, cha mã rách ma, một kiểu nói đội người có tiền lên đầu, ai có sữa thì là mẹ, có tiền thì là cha, muốn làm gì cũng được. Đáng sợ, Đỗ Vân Đình, bà gì kia không hề nhận ra vẻ mặt cậu thanh niên càng lúc càng xấu đi, vì là bà mối nên bà ta nói chuyện cứ có điệu vinh mặt, hất hàm sai bảo người ta. Tiểu hạ này dì bảo cháu đưa cái máy hút bụi để dì mượn thử chút xem nào giang văn khang vâng dạ xoay người định lấy cho bà ta thật bà dì ngăn gã lại cháu sách làm gì để tự tiểu hạ mang tới đây cháu cứ chiều nó là cớ làm sao bây giờ tiểu hạ còn giận dì ơi để cháu lấy cho dì giang văn khang quấn dây điện quanh máy hút bụi đưa hết vào tay bà ta bà hàng xóm cười hì hì đón lấy nhưng vừa cầm thì đột nhiên cậu thanh niên lạnh lùng bước đến giật lại máy hút bụi Hàng xóm ngẩn ra, Giang Văn Khang cũng ngẩn tò te nhìn cậu. "Tiểu Hạ, em đang làm gì thế?" "Tôi còn muốn dùng máy hút bụi." Bạch Hạ thản nhiên nói, không muốn giải thích quá nhiều nên không cho gì mượn được. "Máy sấy và nồi lúc trước gì mượn nhà tôi, tí nữa tôi theo gì qua nhà lấy về." Một câu mà khiến cả hai khán giả đều trợn mắt há hốc mồm. Giang Văn Khang khó tin nói, "Tiểu Hạ, sao em lại ăn nói với gì kiểu đó?" mặt già của bà dì hàng xóm cũng thoát cái xa sầm bà ta cười khẩy rồi bước thẳng ra cửa. Được thôi, tôi đi được chưa? Cái thứ hàng xóm gì mà vô tình vô nghĩa, lòng tốt của tôi đúng là cho chó ăn rồi. Cha nam vội vàng kéo tay bà ta, cười trừ, dì ơi, tiểu hạ không có ý đó. Nếu gì còn dùng những đồ kia thì cứ để mà dùng, tùy gì thích dùng sao cũng được. Ai cho, Đỗ Vân Đình cười lạnh, dương mắt nhìn hắn, đồ của anh Hà Giang Văn Khang. Tiểu Hạ, sao em, rốt cuộc gã cũng thấy ánh mắt của cậu thanh niên. Đồng tử của Bạch Hạ có màu nâu nhàn nhạt, nhạt hơi trong suốt, khi nhìn vào cứ như mắc kẹt trong hũ mật ngọt ngào. Nhưng bây giờ mật đã bị nhiễm độc không còn ngọt ngào nữa, mà bao trùm cảm giác không rét mà run. Đột nhiên trái tim Giang Văn Khang có sự cảm không ổn. Không phải của anh, cũng trả tốn của anh xu nào, cậu thanh niên nhìn gã, lời chẳng chừa chút mặt mũi cho ai, vậy anh dựa vào đâu mà mời người ta mượn giang văn khang bị chặn nín hỏng hồi lâu mới khẽ hất tay cả giận bảo em xem anh là người ngoài sao hàng xóm cũng đứng bên cạnh lầm bầm cai ngữ mắt mù không biết tốt xấu bây giờ cuộc sống tốt rồi là quên bén ngày xưa ai dìu dắt mình tuổi còn nhỏ mà lòng giả đã đen tối chẳng chút sĩ diện nguyên văn là gô yêu lưu rong bin cho cắn lữ động tân trong đó lữ động tân là một trong tám vị thần bất tử trong truyền thuyết chi tiết này nằm trong truyền thuyết dân gian đại ý chửi người không biết tốt xấu gì thì sĩ diện nhất rồi đỗ vân đình cười với bà ta nghe hàm răng trắng chốt câu cuối cùng gì trả lại nổi cho tôi được không tối nay tôi muốn hầm canh bà hàng xóm hoàn toàn sụ mặt lát sau mới vung tay lấy nhanh đi bà ta nói khó nghe không phải có cái nổi thôi sao đáng giá mấy đồng bạc chứ nghĩ mình là ai vậy bà ta chờ mặt quay về nhà mình ném hết đồ đạc mượn bên nhà bạch hạ ra trước cổng nhà cậu Đỗ Vân Đình dòm giòm, nói với Giang Văn Khang, rửa sạch đi. Toàn là bụi bám xám xịt, anh hả, cha nam chỉ ngón tay vào mặt mình, tại sao anh phải rửa? Vì anh cho người ta mượn, mà anh còn chả biết kiếm tiền. Giang Văn Khang không cãi được, im lặng vào bếp rửa nồi. Đỗ Vân Đình nằm ngả trên ghế sofa như ông chủ, bật tivi lên xem vài chương trình phát sóng. Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nói, không sao chứ. Cưng ăn cứng thế này luôn. Không hề gì, Đỗ Vân Đình trả lời, yên tâm, gã không có tiền. Tận thế kéo dài khiến nhiều người quen với cuộc sống không lao động, ngày qua ngày chiến đấu trong hoàn cảnh chém giết ác liệt. Hoặc người ta sẽ tìm căn nhà an toàn chưa bị động thực vật biến dị tấn công, dựa vào lương thực tích trữ để trụ vững qua ngày, có khi mấy năm cũng không ra khỏi cửa. Đến lúc trật tự xã hội được khôi phục phần nào, thì những người này dần mất đất dụng võ. Không có nơi nào cần bọn họ chém giết, đâu thể sống như mấy năm tận thế cướp bóc người ta, ngày giá trị đạo đức được củng cố thì bọn họ càng thất nghiệp hơn xưa. Bạch Hạ thì khác, cậu là một tiểu thuyết gia khá tài năng, hồi còn cắp sách đến trường, cuốn tiểu thuyết cậu viết chơi được xuất bản thành công. Sau khi tận thế kết thúc thì cuốn tiểu thuyết mới của cậu lại được xuất bản, khuấy động làn sóng mới. Mọi người vừa thoát khỏi thảm cảnh chưa từng có, nên rất cần chút an ủi tinh thần. Nhờ vào khả năng viết lách của mình, Bạch Hạ vào nghề không chút khó khăn trở ngại nào, thoải mái trở thành nhà văn tự do hô mưa gọi gió. Mà vốn gia đình cậu cũng có xe, có nhà trong thành phố này rồi. Giang Văn Khang tưởng thật, không dám trở mặt với cậu, thấy cậu nằm trình hình xem tivi trên sofa thì ngoan như cún đặt mông ngồi bên cạnh, giọng điệu dỗ dành, còn giận à. Đỗ Vân Đình liếc hắn rồi hỏi, rửa xong nồi rồi. Xong rồi, Giang Văn Giang định rửa vào người cậu, em, áo, cậu thanh niên đứng bật dậy, gã ngả mình nhưng không dựa vào cậu được nên trao đảo, suýt thì ngã sấp mặt ra sàn. Gã chống người ngồi dậy, tiểu hạ, em đi đâu thế? Đỗ Vân Đình vào phòng bếp nấu canh, cậu sơ chế nguyên vật liệu trong nhà, trong tủ lạnh còn nửa con gà thì dùng nước xối qua, cho vào nhúng cầu kỳ tươi đỏ rực, nêm nếm gia vị xong thì bắt đầu hầm. Hai cái đùi gà béo mập còn được giữ nguyên, Đỗ Vân Đình không cắt mà ném hết vào nồi, có đồ gì cậu cũng cho tất vào hầm giang văn khang đứng bên cạnh tưởng cậu nấu cho mình ăn nên nghĩ cậu hết giận rồi nấu gần xong thì đỗ vân đình bảo gã ra ngoài mua cho tôi chai giấm cái loại bán ở siêu thị lớn cách đây hai con đường nhé giang văn khang nghe lời đứng trước cửa tìm chìa khóa nói vọng vào nhà chết rồi tiểu hạ em có thấy chìa khóa của anh đâu không có tiếng trả lời vang lên trong nhà bếp anh cứ đi đi giang văn khang không để ý nữa quả nhiên gã thay giày ra ngoài luôn Đỗ Vân Đình rót canh gà vào hộp, bưng đồ ăn theo rồi nhanh chóng vào phòng, cầm lấy mấy món quần áo trông không phải của mình thì thẳng tay ném hết ra ngoài cửa sổ. 7777, Đỗ Vân Đình lắc lư vào phòng tắm, ném luôn cả bàn chải đánh răng của Giang Văn Khang. 7777, sau vài lần thu dọn sạch sẽ đồ đạc, Đỗ Vân Đình cất hai chiếc khóa cửa nhà mình rồi khóa trái cửa nhiều lần. 7777 trợn mắt há hốc mồm. Cậu đang tôi đã nói đỗ vân đình vùi tay cười lạnh tôi đã muốn tống cổ tên cha nam này ra khỏi nhà mình lâu rồi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chết lặng nói đuổi là đuổi đơn giản dứt khoát vậy luôn nếu gã quay về chặn cậu thì sao gã về thì về đỗ vân đình hờ hững không quan tâm hai ngày này tôi không ở đây xem gã chặn ở đâu cậu còn định đổi luôn nhà ai rảnh làm bao cắt cho tên cha nam uống say thì lôi ra đấm đỗ vân đình bước trên đường chợt hỏi, 28, cậu có thuốc tiến hóa thành nhân loại mới không? Kho hàng giao dịch của hệ thống không gì không có, nó trả lời có. Cái này giá bao nhiêu? 58 điểm tích lũy. Đỗ Vân Đình nhầm tính trong bụng. Sao cái thứ đồ chơi này còn đắt hơn cao hài hòa thế? 7 bảy nói thế thôi nhé. Không, Đỗ Vân Đình ra vẻ như người có tiền, cho một chai đê. Nếu không thì sao trụ nổi trong thế giới hiện tại? Lát sau, cậu cầm một chai chất lỏng nặng trĩu trên tay. Hệ thống nói, thuốc này không cam đoan cậu sẽ biến thành hình thú gì đâu. Không sao, Đỗ Vân Đình rất yên tâm, hôm qua cậu đi đường cũng thấy rồi, người ta không phải hổ thì cũng là báo, khi thế oai hùng, non sức mạnh đó cũng thừa biết cậu có đủ tố chất đánh tơi bởi tên cha nam kia rồi, thế giới này, tôi muốn đánh gã nên cậu đừng cản. 7777 không ủng hộ bảo lực mỗi lần nó nghĩ đến kết cục của nguyên chủ là chỉ biết nghiến răng nghiến lợi hận tên cha nam kia sau khi đau khổ đấu tranh với chuẩn mực đạo đức của bản thân hệ thống đã quyết định một lần thôi nhé chỉ một lần thôi thế thì ok đỗ vân đình cười hi hi cậu tiếp tục đến khách sạn hôm qua vì đã quen lối nên lúc đi đường cũng bình tĩnh hẳn cậu bật đèn pin điện thoại soi đường lên cầu thang trước khi ngủ cậu đặt canh gà và một cặp lồng giữ nhiệt đầy cơm trước cửa phòng mình trên mặt cơm còn rác vài hạt vừng đen nhỏ vụn. Quả nhiên nửa đêm, động tính kia lại xuất hiện, tiếng bước chân khe khẽ dừng trước cửa phòng Đỗ Vân Đình, cứ như phát hiện đồ ăn rồi nhưng do dự hồi lâu. Ngay sau đó có tiếng nhai chóp chép vang lên, hình như người ngoài cửa đói quá nên ăn như hổ đói, cái thìa vét đến hạt cơm cuối cùng dưới đáy cặp lồng tạo ra tạp âm. Dường như nó ý thức được điều này nên động tác khẽ khàng hơn, không dám làm phiền ai. 7777 yên tâm ăn rồi, nó nói, không bị đói nữa là được. Nó rất tội nghiệp đứa nhỏ, mỗi lần nhắc đến là than nhóc đáng thương. Ngày mai làm cá cho nhóc đáng thương nhỉ, Đỗ Vân Đình nghi ngờ mình là ký chủ giả, sao hệ thống này chưa bao giờ quan tâm tới mình như thế nhở. Cậu phàn nàn, 28, cậu không thấy đau lòng cho tôi sao? 7777 cười ha ha vào mặt cậu. Cậu nói có thấy xấu hổ không? Ngược lại mỗi lần nó đau lòng, chỉ tiếc đau lòng chưa được hai giây là đã bị từng đợt sóng của đỗ túng túng dội cho tình thương tan nát, còn sót mỗi cái nghiến răng cay cú. Chốc lát sau, nó hỏi, hình như đi rồi á. À? Thế là Đỗ Vân Đình mở cửa, hộp cơm dưới đất đã biến mất, thay vào đó là một bông hoa màu trắng bé xinh, trên cánh hoa còn vương hạt sương sớm tinh khiết, mặt cắt trên thân cành còn ứa ra chất lỏng chứng tỏ nó vừa được hái rồi đặt trước cửa. Đỗ Vân Đình khẽ giật mình, cười rộ lên, đứa trẻ này, cho ăn cũng không lỗ. Tác giả có điều muốn nói, người ta không hổ cũng báo, khi thế ngùn mụt, đủ cho tôi tăng cường tố chất đánh tên cha nam kia tơi bời. Sau khi tiến hóa, túng túng sờ lỗ tai mềm mại của mình. 58 điểm tích lũy của tôi đổi được cái này á. À? Hoài nghi nhân sinh, chương 61, sáng sớm lúc Đỗ Vân Đình xuống tầng thì gặp phải cha đứa bé. Lần này người đàn ông trung niên kia đã mặc áo rồi, chẳng qua áo choàng ngắn cũng sộc sạch như sắp rơi ra nên nhìn kiểu gì vẫn không tử tế nổi. Mái tóc húi cua chọc lóc để lộ đường vệt màu tím nhạt trên da đầu, cổ hắn thì có một hình xăm rất lớn. Nhân viên đứng quầy lễ tân bắt chuyện với hắn, tò mò hỏi hình xăm này ở đâu ra thế. Mới đây, người đàn ông trung niên lè lưỡi liếm môi trên, vừa rồi không biết con gái nhà ai mà bề ngoài trông có vẻ đoan trang lắm, chỉ là hơi nhỏ tuổi. Người đàn ông đứng quầy lễ tân cười lên sao thế anh thương anh ta nói lại muốn tìm người mới à tìm mới thì sao người đàn ông thờ ơ nói giọng cũng to hơn mấy năm nay đừng nói là đổi người mới đến cả đàn ông còn không thoát nổi cái giường của tao tắt đèn đi thì đều một dáng vẻ như nhau có mấy đứa đàn ông lớn lên cũng ra hình ra dạng thế mà lên giường còn được hơn phụ nữ nhiều đỗ vân đình giả vờ không nghe thấy tiếp tục đi ra cửa cậu đã đi rất xa rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông trung niên đang ghim trên lưng mình, nhìn chằm chằm không dứt. Mãi cho đến khi ra khỏi cửa, Đỗ Vân Đình mới mở điện thoại lên. Cậu kiểm tra thông báo, lướt một hồi dài toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Giang Văn Khang. Mới đầu gã còn tức giận lắm, hỏi Tiểu Hạ, sao em không mở cửa cho anh? Anh đang đứng ngoài cửa đây, em mở cửa ra đi. Sau đó có lẽ ý thức được trong nhà cơ bản không có người, nên giọng điệu nhắn tin càng lúc càng nóng này hơn nửa đêm mà em còn đi đâu em ở đâu đó đâu rồi đờ mờ em đùa giỡn với tôi đúng không đỗ vân đình dõi mắt đọc hết nhưng không trả lời gã đến cả suy nghĩ đáp trả một dòng tin ngắn ngủi cũng không có cậu lượn hai vòng khu vực xung quanh đây cuối cùng tìm được một trung tâm môi giới bất động sản bèn bước vào bán nhà giấy tờ chứng nhận bất động sản và các tài liệu quan trọng khác đều bị đỗ vân đình mang theo rồi cậu cầm chứng minh thư ra, đưa cho nhân viên trung tâm kiểm tra rồi đăng ký. Tận thế vừa qua, rất nhiều người thiệt mạng, thật ra cũng không thiếu nhà ở cho những người sống sót. Tất cả nhà không người ở đều bị chính phủ quản lý, sau đó lại bị bán rẻ đi, chỉ là phần lớn những phòng ốc đó đều bị động thực vật biến dị làm hỏng ít nhiều rồi. Căn nhà hiện tại của Đỗ Vân Đình ở khu vực rất đẹp, trang trí cũng ổn nên vẫn còn chút giá trị. Nhân viên nói, bây giờ muốn bán, chỉ sợ là không có lời đâu không bán đổi một căn khác cũng được cậu thanh niên trước mặt nói có thể đổi một căn nhỏ hơn cũng được ca môi giới này hơi quá đương nhiên nhân viên cửa hàng rất vui lòng chỉ là vẫn hơi không hiểu sao lại muốn đổi cái nhỏ hơn đừng nói là nhà có ma nhé đỗ vân đình trả lời chỉ là ở một mình nên cảm thấy rộng quá thôi nhân viên ngầm hiểu ngay không biết chạm tới dây cảm xúc nào trong chốc lát nước mắt cũng trào ra ầm ẩc anh ta tưởng cậu thanh niên này mất hết người thân trong gia đình nên mới không muốn ở lại căn nhà ngày xưa nữa bởi vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ nhanh chóng nhớ kỹ giúp đỗ vân đình để hai hôm nữa anh ta đi chọn nhà mới bước ra khỏi trung tâm môi giới ngay ở cổng có một quầy bán bánh quẩy đỗ vân đình dừng lại mua hai cái bánh quẩy vàng cam nhìn hấp dẫn phải biết cậu cắn nửa cái trong miệng rồi quay về khách sạn phát hiện hộp cơm của mình nằm đó hộp cơm đã được rửa sạch sẽ không hề dính lại dù chỉ là nửa giọt nước, được đặt ngay ngắn trước cửa phòng. Tên nhóc này, còn biết tự giác ăn xong rửa chén nữa chứ? Đỗ Vân Đình cúi người nhặt lấy, càng cảm thấy đứa bé này hiểu chuyện thật. Cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng không thấy đứa bé đâu, ngược lại hình như có một bóng đen nho nhỏ nhảy qua bên tường. Nếu bây giờ là xã hội bình thường thì đứa trẻ này đúng chuẩn con nhà người ta luôn. Đỗ Vân Đình đặt chiếc bánh quẩy còn lại vào hộp cơm, không cầm hộp đi mà vẫn để ở cửa. 30 phút sau cậu mở cửa ra nhìn lại, chỉ còn một hộp cơm rỗng tuyết được đặt ở chỗ đó. Cảm giác này, cứ như nuôi thú cưng mà không nhìn thấy mặt. Đỗ Vân Đình vẫn thích lắm, cậu cảm thán tôi vốn rất muốn nuôi một con gì đó. Chỉ tiếc tô hà mẹ cậu là một bình hoa di động người đúng như tên, tiền nuôi cậu đã là món tài sản miễn cưỡng vắt ra rồi, đào đâu ra tiền dư cho cậu nuôi thú cưng nữa chứ. Đợi sau khi được gả vào nhà họ đỗ, ngược lại bà cũng có tiền, nhưng Đỗ Vân Đình lại gặp trở ngại, trong biệt thự lớn có xây kèm bể bơi rất hoành tráng, cứ luôn có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, thấy hèn hẳn một bậc nên không có tư cách đưa ra yêu cầu gì. Tôi vẫn chưa nuôi chó hay mèo con bao giờ, 7777, nhưng nó là người. Không phải thú cưng đâu ạ, à. khác gì đâu, đỗ túng túng chẳng hề để ý, nuôi nó còn dễ hơn nuôi chó mèo. Đúng thật là dễ nuôi, cho ăn ít đồ là có thể lặng lẽ đợi, lặng im không tiếng động đi theo phía sau. Có mấy lần Đỗ Vân Đình đang đi trên hành lang thình lình ngoảnh đầu lại, đều có thể nhìn thấy đứa bé trốn phía sau vách tường, không cẩn thận để lộ ít sợi tóc ra ngoài. Có lẽ vì nguyên nhân tóc rối nên lọn tóc luôn xóa lộn xộn vỉnh lên, bán đứng hành tung của đứa bé. Đỗ Vân Đình hơi buồn cười, thật ra cậu vẫn chưa quen thuộc với thế giới này lắm, ban ngày thường xuyên đi tới đi lui bên ngoài. Có đôi khi chẳng vảng tối lại chạy về khách sạn, Luôn có thể trông thấy nhân loại mới tụ tập ở góc rẽ trong ngõ nhỏ, xuống lại một nhóm đông người như đang bàn bạc chuyện gì, vẻ mặt vô cảm ngồi sổm trong góc tường rồi nhìn chằm chằm nhân loại cũ vừa đi vừa về. Đỗ Vân Đình cảm giác là lạ nên đã tránh họ hai lần, nhưng cố tình hôm đó cậu gặp chút chuyện trên đường làm chậm giờ về, lúc quay về đã phát hiện nhóm nhân loại mới kia đổi chỗ rồi. Cậu vừa bước vào một đầu ngõ nhỏ, bọn chúng đã chặn cậu lại trong đó, trông dáng vẻ như trồn chặn đàn gà tên đàn ông cầm đầu có mái đầu cạo nhẵn hai bên thái dương lộ ra một mảng da đầu bầm đen hắn nở nụ cười xấu xa khóe miệng khẽ nhếch lên tàn ác hung dữ vô cùng em trai cho tụi anh mượn ít tiền tiêu vặt được không cơ ngực của bọn họ đều phát triển rất lớn trông căng phồng như quả bóng bơm hơi đỗ vân đình nhìn lên rồi lại liếc cơ thể mỏng manh yếu đuối của mình trước mặt chúng nó cậu chẳng khác gì người già bằng giấy nhìn là biết không đủ cho chúng nó chạm tay thử khiến người ta hoảng sợ. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cũng không hoảng hốt mà đưa tay chỉ về phía khách sạn cách đó không xa, nở một nụ cười chua xót. mấy anh nhìn đi, bây giờ tôi đang ở chỗ đó, đào đâu ra tiền chứ. Người đàn ông cầm đầu nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Hắn gõ tay lên cột đèn đường, hỏi, không có tiền. Trông hắn như một loại động vật họ mèo nào đó vừa tiến hóa, trong bóng đêm thăm thẳng, đôi con ngươi của hắn dần dựng thẳng như thú dữ đôi mắt màu vàng nâu lóe lên nhìn cậu lon lon. Mấy kẻ khác cười vang vài tiếng, cũng đều thong thả cất bước lại gần. Trông ngọt nước phết nhỉ, em trai, có tiền vào trung tâm môi giới, mà lại không có tiền cho tụi anh mượn. Hả, giờ Đỗ Vân Đình mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, xem ra đám nhân loại mới này đã quản lý tất cả cửa hàng xung quanh đây, biết tổng tình hình hiện tại của cậu. Cậu đang tin bán nhà ở trung tâm môi giới. Cơ bản không thoát khỏi mạng lưới thông tin của lũ người này. Thế này là coi cậu thành con dê béo để chặn đường đây mà. 7777 cũng hiểu rồi, lúc này giọng nó đang run lên bần bật, giọng điện tử run bắn hỏi, hay là cho quách đi. Cho cái gì? Tí chủ nói, tiền tiết kiệm lòi con mắt ra. Vậy làm sao bây giờ? 7777 cũng rất tuyệt vọng, hét lên với cậu, thế giới này không có bảo hiểm y tế, cũng không có gói bảo hiểm hay quỹ hỗ trợ gì cả. Nguyên Văn là y Yizin, ngũ hiểm nhất kim, đang nói đến năm gói bảo hiểm gồm bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và thai sản và quỹ hỗ trợ nhà ở. Lỡ như bị đánh rồi xảy ra chuyện không hay thì sao? Đỗ Vân Đình, rốt cuộc cậu đang gặp vận xui tích nghiệp mấy đời vậy? Cậu thò tay sờ mó trong túi tiền của mình, lục được mấy tờ tiền rồi đặt trên mặt đất. Người đàn ông trước mặt cười nhạo một tiếng, cũng không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy ngược lại còn bước tới gần một bước. Nhiều thế này, hử, đỗ túng túng thầm rùa với 7777, không có mặt đẹp trai thì làm ơn đừng có hử tới hử lui như vậy. Cố tiên sinh hử một cái là nghe sướng hết mình mày đến lượt chúng nó thì tục muốn ói. Suýt thì 7777 ký đầu cho cậu tỉnh lại, đây là lúc để tám chuyện này hả? Anh trai, tôi thật sự hết tiền trong túi rồi, Đỗ Vân Đình nói, hay là trước hết các anh cứ tha cho tôi một mạng, tôi về rồi đưa tiền cho các anh. Đám nhân loại mới cười nhạo vài tiếng, cũng không thèm cân nhắc lời cậu. Cưng về rồi đưa tiền cho bọn anh, mày nghĩ bọn tao là đồ đần hay gì? Tên cầm đầu cúi người xuống, thoáng cái bóng người cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một con linh cầu cào móng vuốt trên mặt đất. Hắn lắc lỗ tai rồi ngừng đầu lên cao, chu lên một tiếng hưng phấn rồi kè cổ xuống thấp, lao vút về phía nhân loại cụ yếu ớt ở đằng kia bọn chúng đã dạy dỗ không ít nhân loại cũ. Những nhân loại cũ này đều chưa tiến hóa, cơ bản là yếu đến mức không chịu nổi một đòn, phang nhẹ một cú là ngoan luôn. Huống chi cậu thanh niên trước mặt trông gầy gò hết sức, cơ bản không cần hắn phí chút sức lực nào. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ xông lên há mồm thật to, răng nanh sắc nhọn sáng như tuyết lé lên dưới ánh đèn đường mờ ảo, hung ác cắn vào cổ cậu thanh niên. Loại cảm giác hưng phấn chẳng mấy chốc sẽ cắn biết cổ thanh niên đang sôi sục trong mắt hắn, cứ như quay lại thời tận thế, cái hồi có thể tung tăng bẻ gãy cổ người khác, ngắm dòng máu phun ra từ cổ như suối đổ. Mấy kẻ còn lại cũng kêu lên, cổ vũ cho hắn. Anh đại, lên đê, thằng nhóc này bị dọa sắp tè ra quần rồi, nhìn hai chân nó run chưa kìa. Bọn chúng chế nhọ mỉa mai, liếc nhau bằng đôi mắt lóe lên ánh sáng khinh bỉ. Một nhân loại cũ, rơi vào tay bọn chúng thì chỉ có thể chơi trò mèo vườn chuột, mặc xác cho chúng tùy ý đùa bỡn nhào nặn bọn chúng muốn rồi lên hay quang xuống muốn chơi kiểu gì thì chơi cho đã cơ bản là nhân loại cũng không có chuyện phản kháng được linh cầu nhào lên bỗng nhiên trước mặt đỗ vân đình vụt qua một bóng ma dày đặc đó là phần lông bụng rậm rạp của linh cầu để anh đại của tụi tao giúp mày nhớ lại rốt cuộc mày có còn tiền hay không nhá xoẹt xoẹt một tiếng lưỡi đao xẹt qua da lông vang lên khiến mọi người ở đó hoàn toàn ngơ ngác linh cầu lao lên đang đắc chí vừa lòng chưa bao giờ nghĩ rằng một nhân loại cũ thế mà giấu thanh đao nhỏ sắc bén trong túi, lưỡi đao kia sắc ngọt đến mức xoẹt một nhát đã tặng phần bụng mềm mại của hắn một miệng thịt đầy máu. Hắn không thể tiếp tục vọt lên, chỉ có thể nhìn xuống vùng da đang chảy máu tí tách. Mấy người theo sau cũng sừng sốt, á à đù, một nhân loại cũ mà lại có gan làm vậy luôn. Đỗ Vân Đình không chờ đám kia kịp phản ứng lại, cười lạnh một tiếng rồi vung đao trong tay, cắm thẳng một nhát vô cùng hung ác vào đôi mắt Linh Cầu mũi đao chĩa thẳng vào con ngươi nâu nhạt hung ác. Cậu ra tay khá nhanh, vậy mà linh tổ lại nghiêng đầu tránh đi ngay, tuy vậy vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát khỏi đường tấn công của lưỡi đao, ra bên hốc mắt bị cắt một đường sắc lẻm, hắn kêu lên một tiếng thống khổ. Tai nạn xảy ra bất ngờ trong tiếng gào thét điên cuồng, rốt cuộc mấy tên đàn em đi theo cũng sực tỉnh lại, bọn chúng nhìn chằm chằm vào người trước mặt với vẻ không dám tin, dù thế nào cũng không ngờ mình lại gặp một kẻ chưa tiến hóa nhưng dám phản kháng ở đây mấy con linh cầu nhanh chóng xuất hiện, nhào thẳng về phía Đỗ Vân Đình. Không cho tên nhãi con nhân loại cũ nếm chút mùi vị thì bọn chúng còn mặt mũi nào để lăn lộn ở mảnh đất này nữa. Đúng lúc này, bỗng có vài tiếng chu vang rội réo lên cách đó không xa. Tiếng kêu thê lương kéo dài lượn lờ trong không khí mãi lâu vẫn không tản đi. Linh cầu đầu đàn nhúc nhích cánh mũi, đột nhiên lông tơ khắp người run bắn lên một phát. Hắn có thể nhận ra được ngay, đó là sói, là sói tiếng sói càng lúc càng đến gần, không chỉ một tiếng mà là rất nhiều tiếng. Tiếng sói chu như kêu gọi lẫn nhau, nghe vang vẳng như một đàn sói đang đến gần. Đám linh cầu không dám nghênh chiến, liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng đổi hướng, quảng con mồi lại, xòe bốn càng tung vó bỏ chạy về hướng ngược lại. Thậm chí chúng nó còn sợ sói hơn cả hổ già hay sư tử mạnh. Loài sói tiến hóa thường vẫn còn tính sói, không chỉ hung ác mà còn cực kỳ thông minh, chúng thừa hưởng những đặc điểm sinh vật quần cư của loài sói bình thường đều hoạt động theo tập thể, lúc cả đám cùng sông lên thì còn đòi mạng hơn cả một hai con sư tử hoặc hổ. Không kẻ nào trong đám bọn chúng dám ở lại ứng chiến, chỉ có thể vác cần cổ kêu vài tiếng ngắn ngủi, tỏ ý mình từ bỏ con mồi này, xong thì bỏ chạy tán loạn, chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lòng bàn tay Đỗ Vân Đình còn đang cầm đao, máu chảy xuống tí tách trên đầu lưỡi, dính nhớp khiến người ta buồn nôn. Sau khi xem hết kịch bản thế giới cũ, Đỗ Vân Đình đã nhận ra nhân loại cũ nhỏ yếu và bất lực đến mức nào, ngay sau đó cậu đã nhét một cây đao theo người. Cậu cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, sau khi bị chặn bao lần thì cũng rút ra kinh nghiệm rồi. Đỗ Vân Đình thờ hồn hền, da đầu còn hơi run, cậu đi hai bước về hướng ngõ nhỏ, muốn chờ xem hiện trường có xuất hiện nhân loại mới nào không, rốt cuộc người này đến giúp mình hay là tiến mình một đoạn đường. Nhưng đợi hồi lâu mà bên kia vẫn không có động tĩnh gì, khu vực được đèn đường chiếu sáng vẫn trống không đến cái bóng cũng chưa từng xuất hiện một lúc lâu sau dưới đèn đường mới xuất hiện một bóng người vóc dáng người đó không cao trông khá gầy yếu có vẻ là một đứa trẻ hai người đứng cách nhau một đoạn đường dài được ánh đèn đường rát vàng chỉ nhìn nhau quần áo trên người đứa trẻ kia rất sơ sài độc một màu đen áo choàng bên trên vừa ngắn vừa nhỏ phần dưới còn lộ ra một phần bụng trắng ngần đỗ vân đình ngoắc tay với nó gọi mãi mà nhóc kia vẫn không lại gần. Đỗ Vân Đình không còn cách khác, đành phải trộm tay thành hình loa rồi hét lên với nó. Cảm, ơn, trong lòng cậu cũng có suy đoán, biết tất nhiên là đứa trẻ này đã học tiếng sói chu để đuổi đàn linh cầu đi. Trên thảo nguyên, soi mới là kẻ đi săn chân chính, là chiến sĩ thiện chiến dũng mãnh, còn linh cầu chỉ có thể là lũ thất bại đi theo sau ăn mót đồ thừa. Đứa trẻ rất có tâm, biết nên học cái gì thì có tác dụng nhất đỗ vân đình lại ngoắc tay với nó lại đây cậu gọi chúng ta nói chuyện một chút được không cậu nhóc trầm mặc một chốc nhưng vẫn bước lại gần cậu vài bước đỗ vân đình chờ đợi rất kiên nhẫn cũng không sốt ruột cậu biết nhân loại mới sau tiến hóa vẫn còn ít nhiều đặc tính của động vật không dám vì tiện lại gần con người để xoa dịu cảm giác khẩn trương của cậu nhóc cậu lục một miếng sô cô la trong túi áo ra rồi xé vỏ quơ quơ với cậu nhóc cậu nhóc nhìn chằm chằm càng lúc càng đến gần. Thế là Đỗ Vân Đình càng lắc lư miếng sô-cô-la hơn, chờ cậu nhóc đến bên cạnh mình thì ngồi xổm xuống trong góc tường. Mái tóc rối bời của cậu nhóc rủ xuống trước chán, che khuất mặt mày nên không thể nhìn rõ rốt cuộc sâu trong đôi mắt đang chất chứa cảm xúc gì. Đỗ Vân Đình tặng hết miếng sô-cô-la cho cậu nhóc, cảm ơn nhóc đã cứu anh. Cậu nhóc cúi đầu xuống, ánh mắt tập trung trên vỏ miếng sô-cô-la, sau một hồi lâu giữ yên lặng thì nó trả lại cho Đỗ Vân Đình hơn nửa miếng. Trong lòng bàn tay cậu nhóc chỉ còn lại miếng nhỏ to bằng móng tay, được cậu nhóc nâng niu chạm nhẹ vào, lúc này mới nhét vào miệng. Ngọt, rất ngọt, mặc dù có chút vị đắng xa lạ, nhưng vị ngọt lại càng đậm đà hơn. Cậu nhóc ưỡn lưng, buồn bực không lên tiếng mà chỉ ngậm cho miếng sô cô la tan trên đầu lưỡi, lưu luyến từng hương vị vụn vặt, rồi đến cả hơi thở cũng mang theo hương thơm ngọt ngào. Bọn họ cùng ngồi trong góc chia nhau ăn miếng sô cô la. Sau khi ăn xong, cậu nhóc cũng không bỏ đi nó do dự chốc lát rồi đứng dậy, nhặt một cành cây lên. Đầu kia được nhét vào tay cậu thanh niên, đầu còn lại được nó nắm chặt. Bàn tay nhỏ giữ chặt quá, gần như muốn túa hết mồ hôi ra cành cây. Đi theo em, đây là lần đầu tiên Đỗ Vân Đình nghe đứa trẻ này nói chuyện. Giọng nói này rất êm tai, mặc dù hơi khàn nhưng vẫn không thể át chất giọng giòn tan mềm mại của trẻ con, cậu nhóc xoay người dẫn cậu vào khách sạn. Đỗ Vân Đình đi theo sau, nói chuyện câu được câu không với nó nhóc tên gì? Cậu nhóc trầm mặc hồi lâu mới trả lời, thương, thương lục. Đỗ Vân Đình lầm nhầm cái tên này vài lần, cậu cúi đầu xuống lại nhìn thấy vệt máu bầm bắt mắt trên cổ tay cậu nhóc, cực kỳ dễ thấy trên cơ thể đứa trẻ. Cậu khẽ nhíu mày hỏi, ai đánh nhóc? Lúc này cậu nhóc không nói chuyện nữa, cứ như không muốn đối thoại. Đỗ Vân Đình cũng không hỏi thêm, nếu nó không muốn nói thì cũng không nên hỏi nữa. Bọn họ về khách sạn bằng một con đường khác, lúc đến trước cửa, cậu nhóc thả cành cây trong tay ra rồi ném vào trong bồn hoa. Nó chỉ chỉ mặt đường phía trước, đi bên này, Đỗ Vân Đình hiểu ra, chỉ sợ là mấy ngày trước cậu nhóc đã phát hiện nhóm nhân loại mới nằm vùng ở đó, cho nên hôm nay mới có thể chạy đến kịp lúc như vậy. Cậu lại nói vài câu cảm ơn chân thành, lúc này khóe miệng cậu nhóc hơi vỉnh lên một chút, cuối cùng cũng có chút ý cười, nó ngoảnh lại liếc cậu rồi chạy lạch bạch lên tầng. Đỗ Vân Đình đi theo nó vào khách sạn, người đàn ông ở quầy lễ tân vẫn ngồi đó chơi game cuối cùng anh ta cũng ngẩng mặt lên không nhìn đỗ vân đình mà chỉ nhìn cậu nhóc thằng nhóc thương lục này anh ta tặc lưỡi lại bị cha nó đánh chứ gì đỗ vân đình nghe thấy câu này bèn hỏi lại đang yên đang lành sao lại đánh nó thế mà anh ta lại cười rộ lên chuyện này còn có lý do gì khác sao anh ta nói ông cha kia là một nhân loại mới tiến hóa từ sói trước kia còn được coi là sói đầu đàn nổi tiếng lắm đó sau này, cũng bởi vì đối chiến với một đóa hoa biến dị trong tận thế, không biết đánh sao mà không được làm sói đầu đàn nữa, danh tiếng địa vị cũng mất, thua một trận rất thảm. Đỗ Vân Đình không thấy chuyện này có gì liên quan với cậu nhóc kia. Đương nhiên không liên quan, người đàn ông đứng quầy lễ tân lại nói, nhưng chẳng phải là ông ta không hài lòng sao. Vốn dĩ ông ta là người hô mưa gọi gió, bây giờ lại không còn quyền lực, không còn địa vị, không còn tiền tài, cũng chỉ có thể núp trong căn phòng nhỏ của khách sạn âm u ẩm mốc này đến cả vợ cũng chạy theo nhân loại mới khác mỗi lần nhìn thấy con trai là ông ta như thấy người vợ đã bỏ rơi mình lúc trước thế thì yêu thương gì cho nổi cuộc sống không như ý rồi lại thêm cú phản bội này nữa chẳng mấy chốc đã khiến con sói đã từng là đầu đàn suy sụp ông ta cũng không còn cách xả giận nào khác thứ duy nhất có thể xả mà không cần ông ta chịu trách nhiệm chỉ còn một đứa con trai giờ tần thế này còn là nhẹ đó trước kia cứ trời tối là lại đánh tôi thấy hôm nay lão thương lại ra ngoài đi uống rượu rồi tối đến trở về chắc thương lục lại no đòn tiếp cho coi đỗ vân đình hơi nhíu mày không nói gì đêm nay cậu không ngủ mà vẫn luôn bật đèn quả nhiên đến nửa đêm lại nghe được tiếng động ngoài kia có tiếng đàn ông hùng hổ và tiếng đóng cửa sầm sập khá vang dội lúc đỗ vân đình xuống tầng tình cờ nhìn thấy đứa bé lao nhanh qua cậu như một cơn gió tốc độ của nó rất nhanh đến nỗi người đàn ông uống say cũng không thể đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng chạy theo phía sau. Lúc nhảy qua trước mặt Đỗ Vân Đình, ánh mắt đứa bé thoáng nhìn qua ánh mắt cậu, nhanh chóng đổi hướng chạy ngược lên tầng trên, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chẳng bao lâu sau người đàn ông trung niên cũng đuổi theo lại đây, thoáng nhìn Đỗ Vân Đình sỏ dép đứng trên bậc thang rồi hỏi thấy thằng danh con kia chạy chỗ nào không? Mặt Đỗ Vân Đình còn không thèm chớp, cậu chỉ tay xuống phía tầng dưới, chạy hướng đó á, lại chạy ra ngoài, mẹ cha nhà mày, người đàn ông văng tục, cũng không mảy may nghi ngờ mà đuổi thẳng theo hướng Đỗ Vân Đình vừa chỉ. Lại có tiếng nói vang lên dưới đó, hình như người đàn ông ở Quầy Lễ Tân cũng thuận miệng đáp ông ta hai câu. Đỗ Vân Đình không nghe tiếp, lòng bàn tay cậu hơi dịn mồ hôi, nhanh chóng bước lên bậc thang quay về phòng mình. Quả nhiên cậu nhóc đang đứng trước cửa phòng cậu, không có sự cho phép của cậu nên cũng không vào trong chỉ ngồi xổm bó gối ở góc đó trông như một cục bột nhỏ đỗ vân đình mở cửa rồi hơi nghiêng người sang nhường cho nó một chỗ trống vào nhanh thương lục ngẩn người ngay sau đó vội vàng chui vào thuận theo khe hở trong phòng vẫn đang sáng đèn ánh mắt nó hơi không quen nên đưa tay che lại lúc này mới thả xuống để đánh giá căn phòng trước mặt căn phòng này không có gì khác với căn phòng mà nó đang ở nhưng không có mùi rượu nồng nặc hay vị thuốc lá hôi rình cũng không có hương nước hoa rẻ tiền của các quý cô kia. Cậu nhóc hít hít cánh mũi, nó có thể ngửi được mùi hương của cậu thanh niên trong không khí, rất nhạt và rất nhẹ, dễ chịu cứ như cỏ xanh được phơi dưới ánh nắng ấm áp. Cậu thanh niên đang tìm khăn mặt cho nó, bảo nó vào phòng tắm gội đầu. Thương lục, trước hết tắm chút đi, cậu nhóc dừng lại một chút rồi cũng chui qua. Nó hành xử cứ như lần đầu tiên được người khác gội đầu cho, động tác lúng túng không biết làm sao cho phải, cứng còng cúi đầu trước mặt cậu thanh niên, đầu rủ xuống khá thấp, gần như bẻ cong cơ thể mình làm hai rồi. Đỗ Vân Đình nói, không cần cúi thấp vậy đâu. Cơ thể thương lục hơi thẳng hơn chút. Chỉ là bàn tay Đỗ Vân Đình mới luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu nhóc, đã thấy hai chiếc tai sói con con xuất hiện trong đám tóc xuề xòa. Một cái đuôi cứng ngắc cũng lòi ra từ trong khe hở quần, trên dưới đung đưa rất cùng nhịp. Đỗ Vân Đình, cậu không nhịn được vươn tay sờ soạng cái đuôi, sờ một đường đến gốc đuôi người ta. Thoang cai đã khiến nhóc sói con sù lông lên, lông đuôi dựng ngược như chồi lông gà, chắc phải tầm 3 mét có dư. Đôi mắt bé nhỏ trợn tròn nhìn vào cậu, ánh mắt tràn ngập cảm xúc kinh ngạc cứ như đối mặt với một kẻ biến thái có ý đồ xấu. Tác giả có điều muốn nói, sói con, anh trai sợ em, 7777, quá quát, biến thái, nó còn nhỏ như vậy mà cậu đã dở trò cầm thú. Tung túng, tôi không có, tôi không làm, tôi tôi cũng chỉ muốn vuốt lông bé một cái. Túng túng không làm, túng túng tủi thân. mươi 62, Đỗ Vân Đình vẫn chưa hiểu, một tay cầm vòi hoa sen một tay đặt dưới lông đuôi mịn mượt của nó, hỏi, sao thế? Biểu cảm trên mặt cậu nhóc thay đổi, cứng ngắc rũ đuôi xuống rồi thấp giọng trả lời, không. Cậu nhóc bị cú sờ vừa rồi dọa cho run rẩy lặng lẽ không tiếng động rời cái đuôi bự đi. Đỗ Vân Đình lau tóc cho nó, nhịn không được lại thuận tay xoa đôi tai nhọn nhọn dựng đứng trên đỉnh đầu. Lúc này lỗ tai đã bị nước thấm mềm ẩm ướt, Đỗ Vân Đình sợ nước chảy vào trong tai bèn nói với nó, chờ chút nhé. Cậu tìm hai tờ giấy trong phòng, cuộn thành hình phễu nhỏ rồi che tai sói của thương lục lại. Cậu nhóc im lặng cúi đầu im lặng, khéo léo dùng tay đè mép phễu, không hề nói một câu nào. Mãi cho đến khi Đỗ Vân Đình dùng khăn mặt lau khô cho nó, lại lôi máy sấy ra thì vẻ mặt nó mới hơi sướng lại, cứ như đứng ngồi không yên. Dùng, cái này sấy một chút thôi, Đỗ Vân Đình ấn nút khởi động, nếu không tí nữa đi ngủ sẽ rất lạnh. Tố chất cơ thể của nhân loại mới mạnh hơn nhiều so với nhân loại cũ, cơ bản là không có các loại cảm mạo, phát sốt. Nhưng Thường Lục thích nghe cậu dùng giọng điệu ân cần nói chuyện với mình như vậy, dường như tiếng nói toát ra sự dịu dàng khiến trái tim cậu nhóc cũng bình tĩnh lại. Nó ngoan ngoãn ngồi trên giường, hơi nghiêng người, cậu thanh niên đứng trước mặt nó máy sấy tóc kêu ù ù thổi qua mái tóc tán loạn của nó. Sợi tóc trên trán bị thổi bay lên, Đỗ Vân Đình duỗi tay gầy gầy rồi bảo, hơi dài rồi. Về nhà cắt đi nhé. Thương Lục thò tay tìm cây kéo nhỏ trong hộp tủ, không cần cái đó. Đỗ Vân Đình ngăn động tác của nó, ngược lại đánh khá khuôn mặt cậu nhóc. Lúc này khuôn mặt nó đã được rửa sạch rồi, rốt của cậu cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó một cách rõ ràng nhất, chỉ là trên mặt còn vết bầm nhỏ, không phân biệt được hình dáng khớp xương, chỉ có thể nhìn rõ một đôi con nuôi tối đen như mực chỉ nhìn mặt thì nó có vài phần giống với cố tiên sinh tất nhiên tương lai sẽ phát triển hoàn hảo hơn nữa cậu vỗ vỗ đưa bé rồi nói một câu chân thành khuôn mặt đẹp trai như vậy không thể cắt linh tinh được ngày mai chúng ta ra tiệm cắt đàng hoàng nghe cậu nói về kế hoạch ngày mai đôi mắt thương lục hơi sáng lên rồi sau đó lại ảm đạm lần nữa bàn tay nó nắm chặt mép quần áo mím chặt môi nửa câu cũng không nói nên lời ngày mai Gương mặt chịu từng cơn bốt nhói, nếu không có cơn đau này nhắc nhở thì gần như nó cũng sắp quên rằng, nó không thể an toàn ở lại căn phòng này cả đời được. Khi mặt trời của ngày mai ló dạng, nó vẫn phải rời khỏi căn phòng này, lại quay về căn phòng âm u ẩm mốc trước kia. Suốt đêm nay nó không hề trở về, chắc chắn ngày mai sẽ bị đánh chết. Bỗng nhiên bàn tay siết chặt vạt áo của thương lục buông lỏng ra, nó ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên. Đỗ Vân Đình đang cất máy sấy, dáng người cậu xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng hòa nhã, sợi tóc mái lòa xòe rũ xuống trên lông mày, cũng không phải màu đen tuyền mà là một loại tông màu nâu, lúc đứng dưới ánh mặt trời, chúng sẽ phản xạ lại ánh sáng vàng kim, như được rát lên một tầng lấp lánh bao phủ, trông mềm mại rất muốn sờ vào. Có lẽ nhận ra ánh mắt nó, cậu thanh niên ngoảnh đầu lại nhướng mày với nó một cái. Thương lục, cậu nhóc lắc đầu lại cục mắt xuống. Đỗ Vân Đình tìm được một bộ quần áo khá nhỏ trong vali hành lý, đưa cho nó ý bảo nó thay đồ đi đi ngủ thôi. Dù hơi nhỏ nhưng vẫn là rộng với thương lực, cậu nhóc cởi bộ quần áo cũ kỹ trên người ra, vô thức trốn vào chăn cứ như không muốn để Đỗ Vân Đình phát hiện. Nhưng Đỗ Vân Đình lại lôi tuột nó ra khỏi chăn như bóc vỏ đậu phộng, ngay sau đó cũng kịp nhìn thấy, trên cơ thể nó có rất nhiều vết thương, cứ như lấy gậy gộc đánh lên, còn cả vệt cào bằng vuốt sói cực kỳ sắc bén, toàn bộ phần lưng kín màu xanh tím, thoạt nhìn đã đủ khiến người ta giật nảy mình. Dù biết cha cậu nhóc vẫn thường đánh đập nó, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì vẫn khiến trái tim Đỗ Vân Đình co thắt một trận. Tay cậu sờ lên, cẩn thận chạm vào một vết thương còn đang sương tấy trên lưng. Có đau không, thương lục lắc đầu, thật ra loại tổn thương này chẳng tính là gì. Xương sườn của nó còn từng bị đánh gãy rồi, đối với nó thì đau đớn cỡ đó mới là tương đối đau, cần phải chú ý chăm sóc, còn mấy vết thương nhẹ thế này, đến bản thân nó cũng không nhớ rõ trên người mình có bao nhiêu vết hồi mới đầu thì người đàn ông kia còn biết ấy náy. Mỗi lần đánh nó xong thì lại đối xử đặc biệt tốt với nó. Lúc nó chỉ có 6 tuổi đã đi theo bên cạnh người đàn ông, nghe người đàn ông kia cam đoan với nó, chờ tận thế qua thì cha sẽ mua kem cho con, mua loại kem có cắm chiếc lá nhỏ cho con nhé. Cuối cùng nó vẫn không được ăn, người đàn ông kia cũng không kiên nhẫn sống sót qua tận thế, thể xác ông ta vẫn còn đó, nhưng linh hồn trong cơ thể đã lụi tàn, chỉ còn một kẻ suốt ngày say khướt rượu chè be bé bét càng ngày ông ta càng nóng nảy dễ nổi giận, giờ thì không cần tìm lý do để đánh nó nữa. Cuộc sống này đã ghim chặt ông ta trên mặt đất mà trà đạp, không cho phép ông ta ngừng đầu như xưa. Ông ta cũng không tránh được, chỉ có thể ấn luôn đứa con trai duy nhất nhỏ yếu hơn mình vào bùn đất. Không ai được ngừng đầu lên hết, dù sao mày cũng là con tao, lúc người đàn ông vung thắt lưng trong tay lên, đã từng nói với nó như vậy, ai bảo mày xui như vậy, gặp chúng một người cha như tao bỗng nhiên có tiếng khóc nức nở vang lên gió to trong đầu Đỗ Vân Đình, nước mắt của 7777 sắp sắt thành hàng rồi. Cậu nhóc để trần phần lưng, bình tĩnh thấp giọng nói là số em không tốt. Bàn tay Đỗ Vân Đình dừng lại, ông ta nói với em như vậy à? Thương Lục trả lời, vâng, hình như cậu thanh niên sau lưng ngẩn người, sau đó lại kéo quần áo trên lưng xuống rồi bảo, nghe ông ta cái bíp. Lần đầu tiên nghe cậu nói mấy câu thô tục kiểu này, Thương Lục không khỏi run lên toàn nói linh tinh đỗ vân đình nói số phận ấy à chỉ có kẻ yếu đuối mới hay lải nhải số phận số không tốt cái gì cơ chính ông ta còn không phải là người lấy cớ số phận gì chứ thương lục xoay người lại đôi mắt đen nhánh nhìn cậu hai tai sói lại dựng đứng trên đỉnh đầu nhọn hoắt lên số phận gì đỗ vân đình vỗ vai nó chờ đến khi mạnh hơn ông ta thì đánh ông ta khóc oe que cầu xin tha thứ quỳ xuống trước mặt em thì đó mới là số phận Nhớ, đừng bao giờ nghe mấy câu phèn chua ói ỉa của ông ta, mấy câu nói lung tung này chỉ có thể để ông ta tự lừa chính mình, không thể lừa gạt em được. Giọng 7777 còn đang khóc thút thít, bảo cậu ăn nói chú ý một chút. Trước mặt trẻ con, sao mở miệng khép miệng là lại cái bíp với ỉa gì ở đây? Đỗ Vân Đình nói, không sao, nó còn nhỏ, mà cũng không quen biết nguyên chủ, sợ gì sụp đổ hình tượng. Nhưng cũng không thể nói như vậy, bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không vui trẻ con ngoan ngoãn nhà người ta cậu đừng làm hư nó đỗ vân đình cảm giác bản thân là ký chủ ghẻ được hệ thống nhặt trong thùng rác ra e hai tám tôi phát hiện cậu không yêu tôi hệ thống nghe vậy rất ngạc nhiên tình yêu của chúng ta bắt đầu từ bao giờ vậy đỗ vân đình hỏi rất ngây thơ nếu tôi và thương lục cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy hỏi lại nếu tôi và cố tiên sinh cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai? Thế thì chắc chắn phải cứu cố tiên sinh rồi. Ha, 7777 cười lạnh một tiếng, đàn ông là thế. Cuộc đấu võ mồm không có kết quả cuối cùng, Đỗ Vân Đình vỗ đuôi sói con rồi dục nó lên giường đi ngủ. Cú vỗ này lại khiến thương lục khẽ run lên. Đợi đến khi nó lăn vào góc trong cùng của giường lại không nhịn được nói thì thầm, không được chạm vào đuôi. Đỗ Vân Đình cũng leo lên giường, tắt đèn, nghĩ lại xem nào, nên gọi anh là gì cậu nhóc do dự một hồi đỗ vân đình gần như không chờ nổi nữa đôi mắt cũng sắp khép lại thì rốt cuộc mới nghe bên cạnh vang lên một giọng nói thật thấp anh anh trai đỗ vân đình hết sức vừa lòng cậu vùi thương lục vào chăn rồi vỗ lên vai cậu nhóc ngủ đi cậu nhóc nghe vậy thì nhắm mắt lại đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài nó được nằm yên ổn một chỗ không bị đói khát cha tấn cồn cao ruột gan cũng không cần lo nửa đêm lại thình lình bị cha nổi cơn điên quẳng xuống sàn nhà lặng lẽ cuộn mình thành một cục trong chăn, nó có thể cảm nhận được hơi ấm nóng hồi truyền đến từ người bên cạnh. Trong chăn tràn đầy hơi thở của cậu thanh niên, rất nhẹ và rất nhạt, ấm áp dễ chịu cứ như đám cỏ xanh được phơi dưới ánh mặt trời sán lạn. Thương lục người thấy, cơ thể vô thức giãn ra thoải mái. Lỗ tai nó suýt thì dựng thẳng lên, tiếng hít thở của cậu thanh niên vang lên đều đều trong không gian, có vẻ đã ngủ say rồi. Hồi lâu sau, hai bóng người mờ mờ trên giường lại ghé lại gần nhau hơn. Thương lục cẩn thận vòng qua tấm chăn mềm rồi nhích lại gần người bên cạnh. Cái đuôi của nó lại xuất hiện, dù sao vẫn còn là vị thành niên, nên chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể được. Thương lục lắc người để cái đuôi tìm được vị trí nằm yên, lại nghe cậu thanh niên mơ màng chép miệng một cái, bàn tay khua khoáng tóm gọn vào lòng. Cái ôm chuẩn xác vượt trọn phần đuôi trong không trung, ôm chắc rồi nhét vào ngực mình. Thương lục hoảng sợ, nó bị túm chặt đuôi cứng còng xê dịch cơ thể ý đồ cứu cái đuôi thoát khỏi bàn tay cậu thanh niên nhưng kéo mấy lần không biết rốt cuộc tâm trạng của cậu thanh niên đang thế nào mà lại ôm chặt vô cùng không chỉ ôm rất chắc chắn mà còn xòe tay vuốt lông lên xuống vuốt vuốt lại mò vào gốc đuôi rằng có hai lần để rút ra cuối cùng cái đuôi vẫn nằm lại trong tay cậu sói con bắt đầu lo sợ trái tim trong ngực nhảy bôm ba là bôm cứ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt muốn nói ra nhưng lại không dám nói Sợ quấy giày giấc ngủ của cậu thanh niên nên đành phải nhịn cơn run bần bật khắp người, nằm yên trong chăn ép mình nhắm mắt lại. Đỗ Vân Đình Âu Yếm xoa cái đuôi suốt một đêm, sáng hôm sau vừa mở mắt đã nói với 777728, tôi mơ thấy mình mua một chiếc khăn lông. Lông xù mềm mượt thoải mái ghê luôn. 7777 hỏi, lông sói hà. Cậu túm đuôi người ta dòng dã một đêm, may mà nhóc kia tốt tính nên không gọi cậu tỉnh lại, thật thà cho cậu ôm đuôi mình nếu đây là một con sói trưởng thành thì nó đã xoay người ngoạm cổ cậu từ lâu rồi. nó ghét bỏ, cậu ngủ thì ngủ đi, mắc gì đi túm đuôi người ta. Đỗ Vân Đình sững sờ, nói linh tinh, tôi túm nó á. bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cười lạnh liên tục vài tiếng. Đỗ Vân Đình xòe tay ra, thế mà trong lòng bàn tay còn vương mấy sợi lông tơ nhỏ bé màu xám đen này, cứ như đêm qua cậu giật chúng từ người thương lục ra vậy. bằng chứng rõ rành rành đây rồi trong phút chốc cậu cũng cứng họng không trả lời được. Hết cách rồi, là người thì ai chẳng thích lông mềm như nhung chứ. Cậu ngồi dậy, phát hiện đứa trẻ bên cạnh đã không thấy đâu nữa, quần áo tối qua mặc vào giờ lại vắt gọn gàng lên ghế dựa, không biết đã đi từ bao giờ. Đỗ Vân Đình thấy hơi lo lo, vội vàng chỉnh đốn trang phục xuống giường, xuống một tầng lầu rồi đến trước cửa nhà cha con họ thường. Cha thương lục đã dậy rồi, lúc này người đàn ông trung niên đang ôm một người đàn ông trẻ tuổi khác trong ngực, có lẽ là ban đêm tận hứng nên sáng ra tính tình cũng không nóng giận như thường, chỉ to tiếng dục thương lục đi giặt quần áo hôm qua ông ta vừa thay ra. Thương Lục ôm đống quần áo ra cửa, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Đỗ Vân Đình. Nó cong khóe miệng như đang bảo Đỗ Vân Đình không cần lo lắng. Đỗ Vân Đình đứng trên bậc thang nhìn hồi lâu, chắc chắn nó sẽ không bị đánh thì mới quay lên lần nữa. Đồ ăn lại tiếp tục quay về nếp cũ đặt trước cửa. Lần này dưới hộp cơm còn đè một miếng cao thuốc và một tờ giấy. Tôi đến đi, bôi thuốc cho em. Đêm đó sói con nghe lời đến phòng rồi lại bị sờ soạng lần nữa. Cứ buổi tối là hoạt động của cha nó lại cực kỳ bận rộn, chỉ có lúc này ông ta mới không có lòng giả đi dạy dỗ con mình. Lúc trước thương lục cũng toàn nhân cơ hội này để đi kiếm đồ ăn khắp nơi. Bây giờ trong dạ dày của nó đã có bát canh ấm áp dễ chịu của Đỗ Vân Đình cho, sau khi có thứ lấp bụng thì cuộc sống cũng không khó vượt qua như trước nữa lúc nó cẩn thận bước đến cửa phòng lại phát hiện đỗ vân đình còn đang chờ cửa cho nó trong phòng có ánh sáng ấm áp hắt ra cậu thanh niên ngồi yên dưới ánh đèn không biết đang vùi đầu bận rộn làm gì có lẽ là nghe tiếng động nên cậu ngẩng đầu lên được ánh đèn trang trí thêm một bộ lông xù tay cậu vỗ lên giường đừng đứng ngoài đó nữa vào đây đi thương lục nghe lời bước vào đỗ vân đình đang nghiên cứu hướng dẫn sử dụng thuốc thấy nó bước tới thì bảo nó kéo áo đưa lưng trần ra bôi thuốc là tốt nhất. Thuốc đỏ còn đang nhỏ giọt tí tách được bôi hết lên lưng. Sau khi đẩy ra thì Đỗ Vân Đình lại đổi sang một loại thuốc mỡ trong suốt khác. Cậu cầm cuốn sách quạt tới quạt lui để thuốc mau khô một chút. Hôm nay trên người thương lục không có vết thương mới nào, chỉ là nhìn vết thương cũ cũng đủ giữ tận đáng sợ rồi. Hình như cậu nhóc hơi để ý, cứ luôn muốn làm gì đó để cản lại. Đỗ Vân Đình túm cổ tay nó, bảo đừng lộn xộn cậu nhóc nghe vậy thì không nhúc nhích nữa hồi lâu sau mới nói xấu xí không xấu mà đỗ vân đình xoa xoa cho nó đây là huân chương thương lục bị cậu chọc cho cười khẽ lại kéo góc áo xuống dưới anh ơi nó nhỏ giọng nói hình như anh rất quen với việc bôi thuốc đỗ vân đình đang cất thuốc vào hộp không có ý định lừa nó nên thoải mái trả lời đúng thế hồi còn nhỏ anh cũng thường bị người khác đánh bỗng nhiên lưng thương lục cứng cừng đôi mắt nhìn thẳng vào cậu trong ánh mắt là nỗi lo lắng giấu cũng không giấu được bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh xé sách ném cặp sách cầm cục gạch nện cậu thanh niên xoa đầu nó những chuyện này cũng không phải chưa từng trải qua bình thường bạo lực có một điểm chung rất giống nhau đó là dễ dàng lan tràn một khi có người có tính quyền uy tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu thì chẳng mấy chốc sẽ có vô số người học theo người đó kéo cậu vào trong đầm lầy cho dù không có thù hằn gì với cậu thì cũng muốn dẫm lên cậu hai đạp, giống như làm vậy là để lấy lòng người khác, một cách để được người khác thừa nhận bản thân. Ai không làm vậy thì ngược lại mới là kẻ lạc loài. Không ai muốn trở thành kẻ lạc loài, bọn họ đều khao khát trở thành số đông. Đỗ Vân Đình cũng từng nghĩ hay là cứ chết quách đi cho xong. Nếu cậu chết rồi thì mẹ cậu có thể tái hôn vào một nhà tốt, không cần kéo theo mớ bỏng bong là cậu nữa. Cậu có thể đến gặp cha mình, biết đâu cũng có thể lên thiên đường giống cha. Đỗ Vân Đình không quan tâm đến thiên đường lắm, cái cậu quan tâm là có thể nhanh chóng được ở bên cha mình. Chân cậu đã từng dẫm lên lan can sân thượng ở trường học, nhưng cuối cùng vẫn rút nó về. Muốn chết, Đỗ Vân Đình, nhưng chưa làm được. Đôi mắt thương lục lặng lẽ nhìn cậu, thấp giọng nói em cũng từng nghĩ thế. Nhưng mà vì sao, rốt cuộc là thứ gì, mà lại có thể khiến bàn chân của một người đã đặt chân lên lan can thu về. Bởi vì, anh gặp người đó, cho nên anh không cam tâm cứ vậy mà chết. Bỗng dưng cậu nhóc không nói gì nữa. Một hồi lâu sau Đỗ Vân Đình mới nghe nó nói tiếp. Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cứ như có thể tan ngay trong gió. Rất quan trọng sao, rất quan trọng, khóe miệng cậu thanh niên vương nét cười, dường như đang chìm vào ký ức nên nụ cười cũng mang vị ngọt khác thường. Thương lục nhìn thấy, không hiểu sao lại thấy hơi chói mắt, cứ như có kim châm siêu nhỏ nào đó đang ghim vào lòng nó rất quan trọng, vô cùng quan trọng, trừ mẹ anh ra thì chỉ còn người đó. Đỗ Vân Đình nói lầm bẩm cho nên, nhất định phải quay về gặp bọn họ. Sau khi nói xong, chính Đỗ Vân Đình cũng hơi ngạc nhiên. Cậu không phải là người tùy ý thổ lộ nỗi lòng với người khác như vậy, thế nhưng có lẽ bây giờ trời đã qua tối, có lẽ là vì cảnh tượng bôi thuốc này quá quen thuộc. Cậu lại nhớ năm đó cô tiên sinh lái xe đến để đưa thuốc cho cậu, nhớ đến mức hơi ngạc nhiên mất hồn. Đó là chuyện đã bao lâu trước đây rồi, hình như đã cách mấy thế kỷ rồi. Nhưng nhớ lại, xương cốt tay chân mình mày vẫn còn ấm áp như xưa, trong miệng cũng ngấm vị ngọt khó tả. 7777 nói, cậu nhóc có hơi giống cậu. Đồng bệnh tương liên, còn chưa đợi tí chủ lên tiếng thì hệ thống đã bổ sung một câu, nhưng mà, nó khiến người khác đau lòng hơn cậu nhiều. Đỗ Vân Đình càng lúc càng chắc mẩm với suy nghĩ, trong lòng hệ thống nhỏ nhà cậu đã hoàn toàn không còn cậu nữa không chừng bây giờ tất cả nội dung liên quan đến cậu trong kho dữ liệu đã bị sói con thay thế hết rồi cậu cũng không thấy ghen ghét luôn có người là ngoại lệ khác biệt là điều đặc biệt của người khác giống cố tiên sinh trong lòng cậu đó cậu vỗ đầu sói con rồi nói thương lục thì sao cậu nhóc ngạc nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần bờ mi đen dày của nó khẽ run lên trả lời em cũng không biết không biết còn lý do gì để nó tiếp tục sống tiếp sẽ gặp thôi Đỗ Vân Đình nói, chắc chắn người đó cũng đang chờ em. Bỗng nhiên cậu nhóc ngừng đầu lên nhìn cậu thật lâu, cứ như vậy một chốc, đột nhiên Đỗ Vân Đình cảm giác bản thân như được ngưng động luôn trong đôi mắt đen nhánh của thương lục, co lại thành một bóng người nho nhỏ trong đó. Cảm xúc trong ánh mắt đó không chỉ rất quen mắt, mà thậm chí còn khiến trái tim cậu hơi tăng nhịp đập. Nhưng thoát cái thương lục đã nghiêng đầu sang phía khác, rót nước cho cậu. Cả đêm hôm đó thương lục vẫn ngủ lại trong phòng cậu thanh niên. Dù sao thì Đỗ Vân Đình cũng không muốn thả nó về hiện trường kích tình ở nhà, để nó tiếp tục ở lại chỗ cậu. Tất nhiên cậu nhóc rất vui lòng, chỉ là lúc nhắc đến chuyện cha cậu nhóc làm với người đàn ông trẻ tuổi mà ông ta dẫn về, cậu nhóc còn bình tĩnh hơn cả tưởng tượng của Đỗ Vân Đình. Bọn họ đang giao phối. Cậu nhóc thản nhiên nói, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến quá trình này, 80 nhân dân tệ một lần, cha em thường xuyên bảo gã tới. Thế mà suy nghĩ bây giờ của Đỗ Vân Đình lại hiếm khi thống nhất với hệ thống. Em còn nhỏ, không cần biết những thứ này. Vẻ mặt Thương Lục vẫn không có bất cứ thay đổi nào, cũng không xấu hổ vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong mắt nó, chuyện này không những là bình thường mà còn là bẩn thỉu, trong tai trong mắt nó tràn ngập những hình ảnh và âm thanh này, nhưng lại không thể vì vậy mà bị kích thích gợi lên chút tò mò hay hào hứng. Chuyện này và chuyện đi vệ sinh là những thứ đúng với tự nhiên nhưng lại rất buồn nôn quan niệm của Đỗ Vân Đình và nó về chuyện này lại hoàn toàn khác biệt, chép miệng một cái, cậu còn đang nhớ mãi không quên dư vị vô tận mấy đời trước của 7% nhà cố tiên sinh. Nói chứ, sao cố tiên sinh vẫn chưa xuất hiện thế? tung túng thật sự rất vội, 7777 không vội tìm cố tiên sinh, nó chỉ vội với nhiệm vụ. Cậu đuổi cha công đi rồi, chuẩn bị bao giờ thì giải quyết đấy. Đỗ Vân Đình nói, chờ lúc tôi mạnh lên. Hôm đó cậu đã uống thuốc được hệ thống bán cho, tác dụng là điều trị cơ thể và khiến bản thân tiến hóa thành nhân loại mới. Nhưng mãi đến hôm nay cậu vẫn chưa cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng đặc biệt nào. Tung túng nghi ngờ hỏi, 28, không phải cậu bán thuốc giả cho tôi đấy chứ? 7777 cứ như bị vũ nhục ghê gớm lắm. Thuốc giả, âm thanh điện tử của nó vụt chóe lên, cái gì gọi là thuốc giả? Hệ thống như tôi, tôi đứng đắn đạo đức thế này, mua bán thứ gì cũng qua kiểm duyệt của chủ thần hết đào đâu ra thuốc giả chứ cậu làm thế là đang vũ nhục tôn nghiêm của chúng tôi tôi chỉ hỏi chút thôi đỗ vân đình an ủi nó đừng kích động bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy vẫn rất giận cậu không tin tôi thì có tin 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 đỗ vân đình dỗ dành liên tục như một người cha già hiền lành đừng nóng mà chắc chắn tôi vẫn tin cậu nhìn cao hài hòa của cậu có tác dụng tốt đến cỡ nào kìa nói liền mồm vài câu dễ nghe cuối cùng cũng dập được lửa giận của 7777. Đỗ Vân Đình biết tỏng rồi, hệ thống nhỏ mọn này còn khó dỗ dành hơn người bình thường. Ít nhất thì khó dỗ hơn sói con đang nằm bên cạnh cậu nhiều. Cậu nằm nghiêng bên cạnh, gọi sói con, thương lục, cậu nhóc quay lưng về phía cậu, không nói câu nào. Đỗ Vân Đình hơi ngứa tay, thương lục, bờ mi cậu nhóc run rẩy, cuối cùng nó cũng ngoảnh đầu. Chỉ thấy dáng vẻ nó hơi tuổi thân, nói, anh ơi, đuôi là thứ không thể sờ được. Đỗ Vân Đình vẫn đưa tay cò kè mặc cả với nó, anh chỉ sờ hai lần thôi. Thương Lục không chống đỡ nổi ánh mắt của cậu, ánh mắt kia trông vừa tội nghiệp, vừa lấp lánh ánh nước như đang dương dương. Mấy giây sau, một chiếc đuôi sói đã từ từ lòi ra từ trong quần ngủ rộng rãi của nó, bị Đỗ Vân Đình vươn tay tóm gọn vào lòng ngực, trông rất ra dáng, con lông xù thì tỏa nguyện rồi. Cậu ôm đuôi cứ như ôm một chú mèo uể oải cuộn mình trong ngực cậu, cả người cuộn lại rất có trật tự, vừa vuốt vừa trải chốt cho tấm lông mềm mịn trên tay. Chẳng bao lâu sau, cậu lại từ từ dương mắt lên nhìn chầm chầm vào lỗ tai cậu nhóc. Thương Lục định tiếp tục ngoan cố kháng cự, anh trai, lỗ tai chỉ, Đỗ Vân Đình vẫn nhìn chầm chầm, cậu nhóc cúi đầu xuống, Đỗ Vân Đình một tay sờ tai một tay sờ đuôi, nghiễm nhiên là kẻ thắng cuộc cuối cùng. Sói con bị sờ cả người run lẩy bẩy, đầu cũng sắp vùi hẳn vào trong gối rồi. Giọng nói nặng nề vang lên, chỉ 10 phút thôi. "Không sao, Đỗ Vân Đình an ủi nó, chờ sau này khi tai và đuôi của anh dài ra, anh cũng sẽ cho em sờ." Thương Lục ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên ánh nước mờ mịt, vẻ mặt trông hơi ngạc nhiên. "Đỗ Vân Đình thề thốt son sắt, cho em sờ đã luôn." Tác giả có điều muốn nói. Một thời gian sau, sói con một tay túm lỗ tai một tay sờ cái đuôi, anh trai từng bảo cho em sờ đã luôn. "Tung tung, á đủ má." hồi trước không biết rằng, cảm giác bị sờ đuôi lại kích thích thế này. mươi 63, trông biểu cảm của sói con hơi kỳ lạ, nó mấp máy môi như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nhân loại cũng muốn tiến hóa thành nhân loại mới không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong thời điểm tận thế trước đây, loại tiến hóa này chủ yếu phụ thuộc vào số phận mỗi người. Có người đã định trước là sẽ được ông trời chọn chúng, trở thành người sở hữu gen mới và năng lực đặc biệt, cũng có người giữ lại bản tính yếu ớt đặc thù của loài người, người như thế rất khó vượt qua giai đoạn tận thế. Bây giờ tận thế đã kết thúc, những khác biệt này đã ăn sâu vào máu thịt không thể thay đổi được nữa. Nó biết, anh trai trước mặt là một nhân loại cũ trinh tông. Tất nhiên người này sẽ không thể thực hiện lời hứa với nó. Nhưng cậu nhóc cũng không thấy tức giận hay không vui vì người này lừa mình. Lúc nó nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ thì bắt gặp những đường nét vô cùng dịu dàng của cậu được ánh đèn phát họa từ bờ mi hơi nhếch lên cho đến đôi môi mềm mại hơi hé mở tất cả đều như được cất giữ trong một vầng sáng lấp lánh nhàn nhạt, nhạt thương lục nhìn chằm chằm vào góc nghiêng ấy thật lâu sau mới thôi không nhìn nữa dạng sáng nó lại thức dậy như trước đây lặng lẽ xuống giường không một tiếng động rồi mở cửa phòng xuống tầng dưới bước xuống cầu thang bỗng nhiên trái tim thương lục hơi hồi hộp nó quan sát kỹ cánh cửa phòng nhà mình cửa mở rồi cha nó đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn nó lom lom bàn tay cậu nhóc càng siết chặt nắm khoa cửa, vẻ mặt không biểu cảm nhìn lại cha nó. Đi đâu về, cha thương nói rồi hung hăng phun một ngụm nước bọt lên sàn nhà, đôi mắt sói lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Rốt cuộc ông ta cũng là nhân loại mới, cơ bắp trên người căng phồng, cánh tay to bự cường tráng vô cùng. Thương lục có thể ngửi thấy mùi rượu chưa hoàn toàn tản đi, ngoài dự kiến của nó là đêm nay, hình như người đàn ông này cũng không đưa ai về. Nó trả lời cụt lùn, ra ngoài ra ngoài, cha thương cười lạnh một tiếng, ông ta khoanh tay đứng dậy rồi lại gần nó hai bước. Bỗng nhiên ông ta giơ chân lên, hung hăng đá một phát vào phần xương bánh chè của cậu nhóc, cơ bản là trước cửa không có mùi của mày, khai thật đi, mày đã đi đâu. Khứu giác của loài sói nhạy bén vô cùng, cậu nhóc kiên cường chống đỡ đòn đánh này, vẻ mặt không thay đổi trả lời, nhảy cửa sổ ra ngoài. Cũng may cha thương không chất vấn nó kỹ càng, ông ta nhìn chằm chằm vào mắt nó một lúc lâu cũng không phát hiện ra điều gì khác. Sau khi nhận được câu trả lời này, ông ta hừ hai tiếng như có điều suy nghĩ, đạp nó thêm một phát rồi bảo nó mau phắn đi làm cơm. Lúc thương lục vào phòng bếp dùng chung nhỏ hẹp của tầng này, còn có thể nhìn thấy bóng dáng cha nó đang đi đi lại lại bên cửa sổ, có vẻ như ông ta đánh hơi được mùi gì đó rồi. Thương lục khẽ thở phào một hơi, vội vàng ven áo lên rồi dùng vòi nước lạnh chảy ống ốc rửa sạch thuốc bôi trên lưng nước lạnh quá, khác hẳn với đầu ngón tay ấm áp của cậu thanh niên tối hôm qua bôi thuốc cho nó. Lưng nó khẽ run lên vì nhiệt độ này, nước thuốc màu đỏ chảy xuống dọc theo xương sống, lại bị nó nhanh tay giật mảnh vài lau sạch đi, ngay sau đó nó lại cầm một bình dầu mè rồi mở nắp ra. Mùi hương nồng nặc của dầu mè nhanh chóng át hẳn mùi nước thuốc, cậu nhóc kiểm tra chắc chắn trên người mình không còn sót lại mùi hương thì mới bước ra ngoài. Bọn họ dùng cơm trên một chiếc bàn nhỏ được bày biện đơn giản trong phòng trên mặt bàn trải vài tờ báo, cha thương lúc ăn lại hừ hừ xét nét, chê đồ ăn mặn rồi lại đánh thêm mấy lần. Đây toàn là chuyện thường tình nên thương lục ăn đòn không thèm rên một tiếng, nó biết nếu phản kháng thì sẽ lại rước phiền toái to hơn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhóc bị đánh, dưới tình huống không thể trốn thoát, tốt nhất là yên lặng ăn đòn cho xong. Thế này chỉ là xả giận thời vụ thôi, chỉ mấy phút là kết thúc ngay, nó còn thời gian và cơ hội để lén lút lên tầng trên, nhân lúc người đàn ông kia ra ngoài. Sau khi ăn cơm xong, cha thương buông bát ra, nhanh cái tay lên, cậu nhóc đứng dậy dọn hai bát cơm, mang vào phòng bếp rửa sạch. Phòng bếp ở vị trí cuối cùng của hành lang, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy đường đi phía dưới. Ánh mắt nó liếc xuống, bỗng nhiên từ từ dừng lại một vị trí. Cậu thanh niên đang ngồi xổm bên vệ đường, xoa đầu một con mèo hoang. Con mèo kia ưỡn lưng cọ qua cọ lại dưới tay cậu nó được hưởng sái chút thức ăn từ cậu nên đang rất vừa lòng thỏa ý. Bàn tay Đỗ Vân Đình vuốt ve lông mèo mịn mượt, khuôn mặt hé nở nụ cười nhẹ. Sói con vịn tay lên cửa sổ, hơi thò đầu ra nhìn cảnh tượng này. Dưới chân cậu thanh niên dẫm đầy quần sáng lốm đốm, phần cổ áo hơi rộng, cậu đang cười rất hiền. Dường như gió cũng ngừng lại, nhành cây trên đầu cậu hơi lay động khiến đám lá cũng xào sạc theo, thế là những quần sáng nhỏ kia cũng khẽ đung đưa theo, cứ như đang sướng lên một khúc ca hân hoan tươi mới một lúc lâu sau thương lục lặng lẽ đưa tay lên tự xoa đầu mình nó nghe một tiếng thở dài phát ra từ miệng mình ngay sau đó nó lại cúi đầu nhìn chăm chú vào mớ bát đầy dầu mỡ bên ngoài là tiếng cha thương chửi hùng hổ chọc cho mấy hộ gia đình ở tầng trên cũng phải mở cửa ra lớn tiếng phàn nàn rồi xong chưa vậy đóng cửa vào hộ cái được không suốt ngày cái bát đập vào nồi vang lên một tiếng giòn tan thương lục không ngừng đầu lên để bàn tay vô hình tóm chặt nó lần nữa lôi nó quay trở lại thực tại đầy những vết bẩn không chịu nổi này tối hôm đó nó không tiếp tục lên tầng trên như mọi khi phải chấm dứt thôi nếu sau này anh trai rời đi thì nó sẽ phải dựa vào chính mình nó không thể trông mong cậu thanh niên kia sẽ mãi mãi sống ở tầng trên được bị nhốt trong căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo cả đời như nó rõ ràng cậu thanh niên hơi lo lắng mới sáng sớm cậu đã xuất hiện ở tầng này cha thương vẫn chưa ngủ dậy chỉ có mình thương lục đang giặt quần áo dưới vòi nước nó vừa nghiêng đầu qua đã thấy người đứng sau lưng vết thương đã khá hơn chưa cậu thanh niên nhẹ giọng hỏi sao hôm qua không tới thương lục cũng không nói nguyên nhân mà chỉ đáp đỡ rồi cảm ơn anh không cần khách sáo như vậy đỗ vân đình đứng trước mặt nó hiếm khi lại có cảm giác luống cuống chân tay vốn dĩ cậu cứ tưởng rào chắn phòng bị của cậu nhóc đã hoàn toàn mở ra vào đêm hôm đó rồi chứ bây giờ mới biết, thì ra không chỉ không mở ra mà ngược lại còn khép chặt hơn lúc trước. Anh mang đồ ăn sáng đến cho em này. Hộp cơm được đặt ngay bên cạnh, cậu nhóc vẫn cúi thấp đầu, tóc mái che khuất mắt nên không thể biết biểu cảm lúc này của nó là gì. Cảm ơn anh, sau này, không phiền anh nữa. Đỗ Vân Đình sướng sờ. Hả, bỗng nhiên ngoài kia lại vang lên tiếng ho khan của cha thương, Đỗ Vân Đình cũng hoảng sợ không nói thêm câu nào. Cậu nhanh chóng đẩy hộp cơm vào ngăn tủ để giấu đi, vờ như đến phòng bếp tìm đồ rồi tiện tay vớ chai xì dầu lên tầng, trùng hợp gặp phải người đàn ông trung niên đang đến phòng bếp. Lúc hai người đối mặt với nhau, ánh mắt cha thương đảo quanh người cậu rồi lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm bóng lưng cậu thanh niên. Dáng người bạch hạ rất ổn, cũng không quá gầy, chỉ có hai bờ mông đằng sau là thịt thà đầy đủ. Theo từng bước chân chuyển động, hai mảnh thịt kia cũng đong đưa khẽ khàng, có vẻ rất co giãn. Cứ như muốn nhảy vọt ra khỏi lớp vải quần mỏng manh. Cha thương phun tẹt một ngụm nước bọt ra sàn, "Xuống đây làm gì?" Còn ông ta vẫn đang đứng trong phòng bếp, tiếng trả lời bị tiếng nước át đi, nghe hơi lúng búng không rõ, "Tới lấy ít đồ." Ánh mắt cha thương vẫn đang nhìn chằm chằm, cậu thanh niên đã lên lầu, lúc này ông ta lại nhìn chòng chọc vào hành lang trống trải. "Là nhân loại cô à?" Bàn tay vào quần áo của Thương Lục dừng lại một chút trong phòng bếp nhỏ hẹp chỉ có một vòi nước này, dù nấu cơm hay giặt rũ gì cũng chỉ có thể giải quyết ở đây. Khu vực này chỉ lớn bây nhiêu đó, trái tim nó lại điên cuồng nhảy lên cứ như muốn phá tan khối không gian này để thoát ra ngoài, không biết. Trông có vẻ là nhân loại cũ, cha thương sỏ dép lê rồi lại lạch cạch quay về, là một món hàng ngon. Lúc ông ta nhắc đến nam nữ trẻ tuổi, thường thống nhất bằng danh từ món hàng. Cứ như những người này không phải là con người, mà chẳng qua chỉ là món hàng bày bán trên kệ mặc ông ta lựa chọn bỗng dưng thương lục cúi đầu xuống không trả lời nữa cha thường có một nhóm gọi là anh em đều là những nhân loại mới không tìm được giá trị nhân sinh sau khi tận thế kết thúc trong đầu bọn họ đều đang chảy dòng máu bạo lực ham muốn giết chóc nhưng sau khi tận thế qua đi đến với thời kỳ gọi là kỳ nguyên hòa bình quả thực chế độ này cứ như gông xiềng khóa chặt bọn họ lại chủ đề khi bọn họ tụ tập với nhau quanh đi quần lại chỉ có con trai nhà này con gái nhà kia cha thương ngồi giữa hai mắt đỏ kè con nhóc ở cửa tiệm gội đầu kia ông ta thốt ra những câu thô tục bằng âm lượng rõ to thế là cả bọn vỗ chân cười khanh khách đang cười hăng thì có người mở cửa ra xuống tầng mua rượu lúc lên tầng thì lại phấn khởi kể chuyện thế mà vừa nãy tao trông thấy một món ngon à nha sống ở tầng trên à thanh niên chưa lớn gọn gàng sạch sẽ tay chân hơi lèo khèo trông còn khỏe mạnh hơn con nhóc kia, có khi trên người còn không có cọng lông nào. Thật á, sao trước đây chưa thấy bao giờ nhỉ? Cha thương nói, vừa vào ở ngay tầng trên, thế nào, là một món hàng ngon hử. Đáng tiếc là nhân loại cũ, nếu theo mày thì chỉ sợ bị làm chết trên giường. Gã đàn ông đối diện cười hê hê, chết thì sợ đích gì, chỉ sợ em không chết thôi, thế lại không thú vị ha. Gã dừng chốc lát rồi nói thêm, ấy, sao không lên mời em một ly rượu nhìn phát là biết ngay tên này có ý đồ gì những người khác cười nói dẹp đi mày đừng dọa ẻm sợ đến phát khóc chứ ai bảo tử tao đi gã đàn ông ồn ào cái gì nhỉ thằng danh con kia tay gã chỉ phía xa xa gọi thương lục đang ngồi xổm trong góc tường qua đây đi lên tầng mày biết thằng nhãi kia ở phòng nào không mời người ta xuống đây cứ nói là các anh trai mời cưng xuống xuống chén rượu gã nhét một chén rượu đục ngầu vào tay thương lục say khướt không biết pha thuốc gì trong đó. Thương lục đỡ chén rượu, bàn tay hơi run lên. Nó ra cửa như lời những người này nói, nhưng cũng không lên tầng trên mà chỉ đứng im ở chỗ ngoặt hành lang. Cũng không biết lặng lẽ đứng đó bao lâu, mãi cho đến khi gần biến thành pho tượng trong bóng đêm. Chờ đến khi mấy người đàn ông trong phòng bắt đầu mất kiên nhẫn, nó mới quay về, chén rượu trong tay vẫn còn nguyên. Gã đàn ông trợn tròn mắt rồi hỏi, cái vẹo gì thế? Thương lục đặt cái chén lên bàn không có ai ở phòng không có gã đàn ông quát vừa rồi tao còn thấy nó lên tầng mà chú trần ở quầy lễ tân bảo vừa rồi anh ấy chỉ lên lấy mấy món đồ cậu nhóc nói dối mà biểu cảm không hề thay đổi chút nào bây giờ lấy xong lại xuống dưới rồi gã đàn ông không hài lòng gõ cai chén than phiền mất hứng cha thương vỗ vai gã không biết ông ta ghé vào tai gã nói gì mà hai người lại cười rộ lên may là mày có cách gã đàn ông nâng chén lên mồm lúng búng nói không rõ câu, dô, anh em kính mày một chén. Bọn họ nhìn thoáng qua mắt nhau, trong mắt đều lóe lên ánh sáng. Trái tim thương lục càng đập dữ dội hơn nữa, bàn chân gần như muốn chôn chặt trên sàn nhà. Nó nghe thấy giọng nói khô khốc của mình, cứ như bị nó cưỡng chế lôi tuột từ trong họng ra. Cách gì vậy, mày biết nhiều làm gì? Cha thương chừng mắt liếc nó một cái, tháo dây lưng định quất sang bên này, thằng danh con, ai cho mày lá gan đó? mày còn không phắn cho khuất mắt tao ngay. Thương lục không nhúc nhích, nó đứng đờ ra nó như mọc dễ biến thành cây rồi. Cậu nhóc nghe thanh âm huyên náo và tiếng chén rượu va chạm nhau, tiếng cười khà khà hòa lẫn, mùi rượu và mùi khói cùng quanh quần nồng nặc trong không gian nhỏ hẹp, lên men thành một hương vị khiến người ta buồn nôn. Trong mơ màng, có ai đó và nó một cú, biến nhanh lên, cậu nhóc trao đảo. Bước chân nó càng chạy càng nhanh dọc theo hành lang phía trước, trong đầu chỉ có một mớ bột nhão nhoẹt. Mãi cho đến khi đối diện với khuôn mặt hơi ngạc nhiên của cậu thanh niên, nó mới nhận ra mình đã lên tầng và gõ cửa phòng cậu. Thương Lục, Đỗ Vân Đình mở cửa ra rồi để nó bước vào, "Làm sao vậy, vẻ mặt em không tốt lắm. Có chuyện gì à?" Cậu nhóc lại không đầu không đuôi bước vào phòng cậu, sau khi vào thì vẫn không nói năng gì, chỉ ngơ ngác đứng trong góc tường mất hồn. Đỗ Vân Đình thăm dò định sờ đầu nó, không phát hiện dấu hiệu nhiệt độ không bình thường hay gì. Cậu hơi lo lắng nói với 7777, e là cậu nhóc phát ngốc rồi thì phải. Rõ ràng 7777 rất đau lòng, nó nghiến răng bảo, nếu cậu nhóc bị đánh ngu người thật, tôi cho phép cậu đi liều mạng với ông cha nhà nó. Trong phút chốc Đỗ Vân Đình vui sướng muốn bay lên nóc nhà. Vậy đánh nha, cậu thật sự muốn tiến quét cái người gọi là cha này đi. 7777, nó nhìn khuôn mặt cậu nhóc lại càng tức giận hơn. Chủ cột của dân tộc, Đóa hoa của tổ quốc đó, sao có thể bị người ta tra tấn như vậy?" Đánh, 777 nói, "Cho phép cậu đánh." "Có chuyện gì tôi gánh cho?" Những lúc đạo đức không có tác dụng thì chỉ có cách dùng bạo lực áp chế bạo lực. Trước đây 777 chưa từng tin câu nói này, nhưng bây giờ thì nó hơi tin rồi đó. Tung Tung ăn được một viên thuốc an thần, đứng bên cạnh Thương Lục rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc. Mãi lâu sau, cậu nhóc mới chủ động lên tiếng. Anh ơi, nó dương mắt nhìn khuôn mặt cậu thanh niên, nếu em không muốn một số người đi làm chuyện không tốt, nên em đánh người ta, vậy sẽ xuống địa ngục sao? Rõ ràng cậu thanh niên trước mặt hơi ngẩn người vì vấn đề này. Cậu thu tay lại rồi mím môi. Thương Lục cứ tưởng cậu sẽ nói đúng thế, ánh mắt nó chợt nhạt nhòa đi. Một lúc sau, giọng nói dịu dàng mà kiên định của cậu thanh niên chợt vang lên trong gian phòng. Không đâu, hả? Bởi vì vốn dĩ chẳng có địa ngục nào cả đỗ vân đình cười cười lắc đầu không có địa ngục cũng không có kiếp sau nếu em muốn làm gì thì cứ nhanh chóng làm đi làm luôn bây giờ cậu xoa đầu nó ngăn cản người khác là việc xấu sao thương lục do dự hỏi một cậu vậy thì việc em làm là chuyện tốt đỗ vân đình cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nó ánh mắt kia trong veo sạch sẽ khiến trái tim thương lục cũng trở nên yên tĩnh nó cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ đỉnh đầu lại nghe giọng nói thật thấp của cậu thanh niên sẽ có người biết ơn em vì chuyện mà em đã làm trong lòng thương lục mơ hồ nghĩ mình cũng không mong người đó sẽ biết ơn so với biết ơn nó chợt nhớ lại cảnh tượng hôm đó nhìn thấy cậu thanh niên cậu ngồi xổm dưới bóng cây đông đưa nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại bóng loáng của chú mèo nó cũng cúi đầu xuống bờ môi mấp máy chốc lát rốt cuộc cũng nhẹ giọng nói ra yêu cầu của mình anh ơi anh có thể xoa đầu em không thật ra ngăn cản là một chuyện cực kỳ đơn giản cha thương thường uống say khướt có lúc uống trong phòng có lúc lại uống ngoài quán rượu thương lục thừa dịp ông ta không chú ý thì cầm điện thoại di động của ông ta rồi nhắn tin cho người bạn kia địa điểm uống rượu là chỗ cô cố định mà bọn họ thường ghé qua nó vuốt màn hình rồi xóa tin nhắn này đi lặng lẽ không tiếng động trả điện thoại di động về chỗ cũ buổi tối quả nhiên cha thương nhận được điện thoại người ở đầu dây bên kia đã say bét nhè la hét gọi ông ta tới sao lại không tới chỉ thiếu mỗi mày cha thương khoác thêm tấm áo rồi ra cửa thương lục nhìn chăm chú theo bóng lưng ông ta bình tĩnh nói một câu tạm biệt cha người đàn ông liếc nó một cái chỉ thấp giọng cảnh cáo mày chờ đó thằng danh con nếu mày dám lên tầng trên hé nửa câu với người ta chờ tao về đánh chết mày cho xem biểu cảm trên mặt con trai ông ta không hề thay đổi vẫn im lặng khẽ gật đầu như thường ngày thế là cha thương lại mò đến tiệc rượu uống tới tận đêm khuya mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc bước chân như dẫm lên mây lắc lư lắc lư nhóm bạn của ông ta cũng ngã trái ngã phải hết rồi ai cũng không còn sức diều ông ta về vậy thì đợi con ông ta đến đón cha đi nhưng lần này thương lục lại không đến chẳng mấy chốc nhóm bạn ăn chơi của ông ta đã say ngã trồng vó chỉ còn cha thương chóng mặt gượng đứng dậy chờ một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng con trai đâu ông ta nhìn qua làn đường đối diện thị lực của sói rất tốt, chỉ nhìn một chút mà đã có thể nhìn thấy thương lục đang đứng ở đằng xa kia, rõ ràng nó đã thấy cha mình ở bên này, nhưng cơ bản là nó không thò chân qua, cứ như không phát hiện ra. Thằng danh con, xoẹt cái lửa giận trong lòng cha thương lại nổi lên phừng phừng, ông ta cởi dây lưng ra, phun hai ngụm vào lòng bàn ta rồi vô thức bước về phía làn đường đối diện. Thằng danh con, không coi bố mày ra gì, xem tao có đánh, có đánh chết vậy mà đứa trẻ bên kia đường lại quay người đi, còn muốn về nhà. Cha thương giận quá, bông tuyết trước mắt như càng trắng xóa hơn, ông ta quát to, đứng lại cho tao. Ông ta nhấc chân bước vào dòng xe cộ đông đúc, lúc này lối đi bộ vẫn đang hiền thị đèn đỏ. Ông ta say khướt đi xuyên qua dòng xe đông đúc, lảo đảo bước về phía trước. Đứng lại, sắc trời tối mịt, đèn đường cũng tắt ngúm. Có nhân loại cũ chưa được cải thiện thị lực lúc lái xe, đến gần mới nhìn rõ bóng người, nhưng có phanh cũng không kịp nữa, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tông thẳng vào ông ta. Kít, dầm, thương lục đứng bên kia đường, ngạc nhiên chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thì ra chuyện này, không khó khăn như nó nghĩ. Trong nháy mắt này, cơn ác mộng của nó đã nằm dài trên mặt đường, co giật hai lần rồi chẳng còn động tĩnh gì nữa. Ngón tay nó hơi run lên, cậu nhóc giấu bàn tay run rẩy vào túi áo rồi nhắm nghiền mắt lại. Cuối cùng, người chạy đến đón nó là Đỗ Vân Đình cậu thanh niên giang hai tay ra với nó, kéo nó về phía mình. Em sợ à, cậu sờ cái chán mướt mồ hôi của cậu nhóc rồi thấp giọng bảo, đi, anh đưa em về trước đã. Sợ cậu nhóc có bóng ma tâm lý, Đỗ Vân Đình cũng không mang nó quay lại khách sạn trước đó. Bây giờ trong tay cậu cũng có tiền, đưa cậu nhóc đến một khách sạn xịn sò hơn, sảnh lớn ấm áp sạch sẽ hơn hẳn, đến cả nhân viên lễ tân cũng không phải là người đàn ông mặt ủ mày cho nữa mà là một chị gái có nụ cười khoe tám răng vô cùng tiêu chuẩn thẻ phòng của anh đây mời anh nhận thẻ đỗ vân đình nhận thẻ phòng nói một câu cảm ơn rồi kéo cậu nhóc vào thang máy cả đường đi cậu đều chú ý đánh giá vẻ mặt của sói con cũng may trông cậu nhóc chỉ hơi mệt mỏi chứ không có phản ứng quá khích gì khác thế này cũng là bình thường thoát khỏi một người cha như vậy cũng coi là may mắn rồi đỗ vân đình dẫn người vào phòng trước tiên xả nước nóng trong bồn tắm rồi mới gọi nó vào ngâm nước ấm một chút tắm rửa sạch sẽ coi như rửa sạch mọi chuyện trước đây đi cậu đã nói như vậy thế là thương lục nghe lời ngoan ngoãn ngâm mình nước hơi nóng bao phủ cơ thể nó nó như quay về túi nước ối của mẹ ấm áp mà an lòng như xưa nó không cần phải nghĩ tới sẽ đối mặt với đòn roi của cha sau khi ra ngoài cũng không cần nghĩ thêm về việc rốt cuộc bọn họ định dùng thủ đoạn gì để ra tay với cậu thanh niên cứ như ở đây rốt cuộc nó đã có thể thoải mái thả lỏng từ đầu đến chân lần đầu tiên trong đời thậm chí nó cũng không muốn lừa gạt mình cũng không thấy đau lòng vì cha thương vừa mất người như ông ta nên chết đi từ vài năm trước rồi linh hồn đã chết hẳn nhưng cứ dãy dụa bám trụ cuộc sống này chẳng qua chỉ là một cục thịt khiến nó thấy buồn nôn thôi thương lục ngâm mình càng sâu trong bồn nước không ngập đầu nó dùng sức xoa mạnh đến nỗi suýt thì xoa chóc một lớp da của mình Chờ đến khi nó quấn khăn tắm ra ngoài thì cậu thanh niên đã chờ sẵn ở đó rồi. Đừng nghĩ gì hết, Đỗ Vân Đình nói với nó, ngủ một giấc cho tử tế. Thương Lục nằm xuống, trong đệm chăn mềm mại như mây trời, nó ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt như mùi cỏ xanh được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu nhóc vẫn miễn cưỡng mở to mắt, thì thào gọi, "Anh ơi." Bàn tay cậu thanh niên vuốt tóc trên trán nó. "Ừm, um, anh ơi." Cậu nhóc lại kêu một tiếng nữa, giọng nó hơi run lên. Cứ như sợ hãi nói không nên lời. Ừm, Đỗ Vân Đình trả lời câu sau còn nghiêm túc hơn câu trước. Anh ở đây, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đứa trẻ, ngón tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay, rốt cuộc Thương Lục cũng hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh nhắm mắt lại. Trong lòng Đỗ Vân Đình hơi chua xót, cậu nói với 7777 trong lòng, 28, tôi muốn nuôi nấng nó. 7777 vỗ tay hai phát với cậu, thốt lên một câu từ tận đáy lòng, quá tốt. Đỗ Vân Đình thẫn thờ nói tiếp, không ngờ đứa con trai đầu tiên của tôi và cố tiên sinh không phải là cậu, mà lại là sói con. 7777, ê hồng mấy đỗ tung tung có thể để nó lặng lẽ vui mừng một xíu thôi được không? Sao cứ phải thừa dịp này để chiếm hời của nó gì? Tung tung còn đang kiên trì cố gắng, cậu thật sự không muốn làm con tôi hả? Thương lục có thể làm anh cậu mà, tâm trí 7777 rất kiên định, không xê dịch chút nào. Không muốn huống chi, cho dù tôi làm con cậu thì hẳn tôi mới là anh chứ. Con mắt nào của cậu thấy tôi giống em trai nó? Đỗ Vân Đình, hai mắt đều thấy vậy. Ha, 7777 lạnh lùng trả lời, vậy cậu bị mù rồi. Đỗ Vân Đình, chương 64, tên họ, tuổi, nơi sinh, có gì muốn nói không? Đỗ Vân Đình ngồi ngoài hành lang vẫn có thể loáng thoáng nghe tiếng tra hỏi của cảnh sát trong kia. Đứa trẻ vùi đầu rất thấp, trả lời từng câu một. Trông nó còn nhỏ hơn so với tuổi thật, nhìn qua một lượt gần như không hề giống đứa trẻ 12, 13 tuổi. Lúc nghe tuổi nó, ánh mắt mấy người cảnh sát đều hơi ngạc nhiên. Thật ra cũng không có gì để hỏi, toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn giao thông đều đã có nhân chứng ở đây, chứng kiến rõ ràng từ đầu đến cuối. Cha thương uống rượu say rồi tự băng qua đường, xông qua đèn đỏ, lúc này mới bị xe tránh không kịp rồi tông trúng, chủ yếu trách nhiệm của vụ tai nạn đều thuộc về cha thương chuyện này cũng không có gì khó hiểu sau khi liên tục xác nhận đoạn video ghi lại từ camera giám sát thương lục mới ra khỏi phòng trước khi đi con nữ cảnh sát lo lắng hỏi nó có cần chúng tôi giúp cháu liên lạc với những người thân khác không ví dụ như mẹ thật ra trong lòng thương lục đã không còn bất cứ chi tiết gì liên quan đến mẹ mình nữa ngay từ lúc tận thế người đàn bà đó đã bỏ rơi nó rồi đi theo một nhân loại mới có tương lai có hy vọng hơn nó lắc đầu Nữ cảnh sát nói, vậy cháu, cháu, bờ mi đen dài của cậu nhóc rũ xuống, nó thấp giọng trả lời, cháu không cần ai chăm sóc. Sao lại thế được, cảnh sát nhíu mày, cháu vẫn chưa trưởng thành đâu. Mặc dù bây giờ là thế kỷ mới, nhưng trẻ vị thành niên vẫn cần có người giám hộ mới được. Thương lục không trả lời, bỗng dưng nó nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cánh cửa bị kéo ra, cậu thanh niên đứng trước cửa nói, tôi có thể làm người giám hộ của cậu nhóc ngón tay cậu nhóc lập tức siết chặt, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khó che giấu nổi, lấp lánh vui mừng không thôi. Cảnh sát nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không xác định được thân phận của Đỗ Vân Đình, đây là. Cô còn định hỏi ý kiến của Thương Lục, nhưng chưa kịp hỏi thì cậu nhóc đã bước lên vài bước, đứng bên cạnh cậu thanh niên kia. Đây là một người tốt bụng, nó thì thào trả lời, trước đây đã rất săn sóc cháu. Cháu đồng ý, đi với anh ấy. Cảnh sát nhìn lại vài lần, chắc chắn cậu thanh niên trước mặt chẳng qua chỉ là một nhân loại cũ, lẽ ra không nên nuôi dưỡng đứa trẻ nhân loại mới. Nhưng hiện tại hệ thống pháp luật vẫn chưa hoàn thiện, sẽ không có ai rảnh rỗi bắt thóp lỗ hổng này, cô quan sát đôi mắt ánh lên ánh sáng khẩn cầu lấp lánh của cậu nhóc, trái tim càng mềm mại hơn. Vậy thì đi theo tôi để xử lý thủ tục, Đỗ Vân Đình đi theo, 30 phút sau, cậu cầm một chồng giấy tờ thật dày quay lại, đứng trước mặt thương lục. Xong rồi cậu thanh niên cười xòa như chút được gánh nặng, duỗi một bàn tay ra trước mặt đứa trẻ đang ngồi trên ghế. Chúng ta đi sao, thương lục ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi đặt tay mình lên. Tay áo thật dài che khuất dấu vết đánh đòn trồng chéo trên cánh tay nó, nó nắm tay cậu thanh niên rất chặt, cảm nhận được nỗi yên tâm và thư thái chưa từng có. Cứ như một người lữ hành mệt mỏi trong hành trình dài, cuối cùng cũng đến đích. Ừm, nó nghĩ, rốt cuộc nó cũng được giải thoát khỏi cuộc sống u ám đó rồi sau khi ra khỏi đồn cảnh sát đỗ vân đình dẫn nó ra tiệm cắt tóc ngay lập tức muốn cắt kiểu nào nhẹ nhàng mát mẻ thôi đỗ vân đình hơi cúi người xuống chỉ vài nơi ở vị trí chán cậu nhóc tóc rối bên này phải sửa lại còn vùng ở ót nữa cũng xén một chút luôn thương lục đang ngồi trên ghế cắt tóc của tiệm ngón tay vẫn siết chặt mép tấm vải mà người thợ cắt tóc phủ lên cho nó đỗ vân đình vỗ vỗ thì nó mới thả lỏng ra khéo léo đặt hai cánh tay lên đầu gối ngồi rất nghiêm túc thợ cắt tóc cười bảo, đừng căng thẳng, bạn nhỏ đẹp trai, anh cam đoan sẽ không cắt hỏng cho em đâu. Anh ta cầm kéo lên, cắt theo vị trí Đỗ Vân Đình vừa chỉ, từng mớ tóc rối rơi xuống đất. Đang hành nghề thì thợ cắt tóc hồ một tiếng, bạn nhỏ đẹp trai có một nốt ruồi ở đây nè. Thương lục vươn tay vô thức đè lên vị trí anh ta vừa chỉ. Nốt ruồi nằm ở vị trí trên đuôi lông mày một chút, một hạt cho nhỏ màu sắc khá nhạt. Nhưng khi toàn bộ vầng trán lộ ra, chút chấm màu khác biệt này lại rất dễ bị người khác nhìn thấy, cứ như là bước giảm sóc để nét nghiêm túc toát lên từ xương lông mày hơi cao và hốc mắt hơi sâu của nó được dịu bớt một chút. Đỗ Vân Đình đang ngồi bên cạnh giờ tạp chí ra xem, nghe hai chữ nốt rồi thì cúi đầu nhìn xem. Chỗ nào, nốt ruồi ở đâu? Thở cắt tóc chỉ vào phần trên xương lông mày rồi cười bảo, sao kích động thế? Anh ta còn chưa nói dứt câu đã thấy vẻ mặt cậu thanh niên đối diện thoát cái thay đổi. Sau đó trông như không tin nổi, bước một bước dài về phía trước tay đỡ lấy khuôn mặt cậu nhóc rồi vén tóc nó lên xem đi xem lại nốt ruồi trên lông mày một cách chăm chú bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy khẽ hít sâu một hơi khuôn mặt thở cắt tóc cũng khó giấu biểu cảm ngạc nhiên đứng bên cạnh nhìn cậu vẻ khó hiểu anh bạn này anh đừng lên tiếng đỗ vân đình quát một hơi với anh ta tập trung quan sát gương mặt thương lục không còn mái tóc dài che chắn rốt cuộc lần đầu tiên từng đường nét trên khuôn mặt này cũng bị cậu nhìn rõ, từ mũi đến miệng, cậu nghiêm túc nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Cảm giác quen thuộc vốn dĩ chỉ vài phần nay lại từ từ tăng lên không ngừng, cậu chăm chú quan sát một hồi lâu, ngay sau đó lại giật lùi một bước cứ như sắp khóc đến nơi. Suýt thì cậu không thể tin nổi, vậy mà cậu vừa ý thức được chuyện này. Có lẽ là bởi vì giờ phút này sắc mặt cậu khó coi quá, khuôn mặt khẩn trương của thương lục cũng ghé lại gần, bờ môi giật giật thấp giọng gọi, anh ơi. Không sao, tay Đỗ Vân Đình chống trên ghế dựa, để anh từ từ. Cậu ra cửa ngồi trên bậc thang của tiệm cắt tóc, sững sờ nhìn vầng thái dương to lớn đang treo trên trời. Thế giới thứ tư, cậu nói với 7777, cố tiên sinh vẫn xuất hiện. 7777 bảo, chúc mừng hen. Cậu thanh niên duỗi đôi chân dài trên bậc thang, không nói gì. Một lúc lâu sau, khóe miệng khẽ cong lên, cậu cười khẽ. 28, con người đúng là sinh vật dối rắm mà, cậu nói với 7777, rõ ràng tôi muốn cố tiên sinh xuất hiện, nhưng sau khi tôi biết anh ấy chính là thương lục, tôi lại không muốn anh ấy đến đây nữa. Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu uất ức, đố túng túng chỉ nghĩ đã thấy đau lòng, đau đớn co rút không chịu nổi. Nếu bây giờ cha thương còn đứng trước mặt cậu thì cậu sẽ túng quần sông lên ăn thua đủ với ông ta. 7777 cũng nói, không dễ. Thân là hệ thống, nó càng hiểu rõ hơn ký chủ Đỗ Vân Đình. Mỗi một thế giới đều phá vỡ giới hạn xuất hiện, đồng thời mỗi một lần đều chọn người bên cạnh Đỗ Vân Đình, đây là chuyện không dễ dàng đến mức nào. Thậm chí nó còn nghi ngờ, phải chăng ngay từ khi bắt đầu, vị cố tiên sinh này đã có tâm tư khác với ký chủ nhà mình. Đỗ Vân Đình ngồi bên ngoài hồi lâu, lúc quay vào thì trong tay đã cầm hai cây kem. Công việc của thợ cắt tóc đã chuẩn bị kết thúc rồi cuối cùng tiềm mỏng tóc mái ngang chán cho cậu nhóc rồi quay cái ghế lại, để Đỗ Vân Đình xem. Cảm giác khoan khoái hơn nhiều rồi, cậu nói, nhỉ, không có mớ tóc chướng mắt kia, vẻ rực rỡ của bản thân thương lục lập tức hiền lộ ra, dấu cũng không giấu nổi. Trong tiệm cắt tóc có cô gái đang làm học viên, không ngừng đánh mắt liếc qua bên này ngắm trộm, hiển nhiên cô gái cũng thấy cậu nhóc này trông thật đẹp trai. Thương lục có hơi không quen, lúc bước xuống ghế còn đứng trước gương xoa xoa tóc mình nhóc nhận cây kem trong tay đỗ vân đình cậu thanh niên cười rất dịu dàng phần bánh quế của cây kem khẽ chạm vào kem của nó kem hơi tan ra chảy dọc xuống tạo thành một vệt trắng sau này chung sống với nhau xin chỉ giáo nhiều hơn nha thương lục cúi đầu nhìn cây kem trong tay mình bỗng nhiên nó cũng bật cười ghé miệng cắn một miếng kem ngọt rất ngọt ngọt như có thể che hết tất cả đắng cay trước đó cứ như thương lục đã lọt thỏm vào một hũ mật thật lớn cậu thanh niên khác hoàn toàn với cha nó, mặc dù cũng có gai nhọn, nhưng gai nhọn này cũng không dành cho nó và sẽ không đâm nó bị thương. Sau khi đến cục cảnh sát làm ghi chép và xử lý xong vụ tra thương, bọn họ dọn ra khỏi khách sạn ẩm ướt âm u kia, cậu thanh niên bảo muốn thay đổi hoàn cảnh sống cho nó, vì vậy hai người tìm một khu dân cư mới tinh, thuê một căn nhà nhỏ. Quá trình phủ xanh của khu dân cư làm khá tốt, cho dù mọi người vẫn còn sợ hãi trước những loài thực vật thao túng sống chết của bọn họ trong tận thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy màu xanh bao phủ trên đất, vẫn có thể khiến lòng người cảm thấy vui sướng. Thương lục không có đồ gì muốn chuyển đi, nó đã hỏa táng đồ đặc theo cha thương luôn rồi. Bây giờ nó có quần áo mới, xếp gọn gàng trong tủ quần áo, nhãn hiệu nào cũng có. Giường của nó cũng sạch sẽ tinh tươm, trên ga giường không có dấu vết ngấm rượu hay nôn mửa của người đàn ông kia, càng không có dấu vết người nằm bừa bộn làm bừa tàn thuốc ra khắp nơi. rèm cửa trong phòng được cuộn lại, ánh nắng ấm áp bên ngoài hắt lên nửa giường qua cửa sổ thủy tinh, sửa cho căn phòng tràn đầy hương vị của mặt trời. Nhưng cậu nhóc vẫn thích căn phòng bên cạnh hơn, cậu nhóc thường sò dép lê vài bông, cẩn thận gõ vang cánh cửa phòng bên cạnh, sau khi mở cửa là có thể thấy khuôn mặt cậu thanh niên ngay. Bé Lục, tay cậu vỗ lên đệm giường, lại đây ngồi. Bây giờ thương Lục đã biết rồi, cậu thanh niên tên là Bạch Hạ, là một tác giả văn học. Thường thường lúc nó bước vào phòng thì Bạch Hạ đều đang ngồi trước máy tính, bận rộn gõ phím, sợ nó thấy chán nên dở vài cuốn sách cho nó xem. "Em cứ xem mấy cuốn này trước đã." Cậu nhóc nghe lời nhận lấy, ngồi xếp bằng trên giường, vừa hay có thể nhìn thấy bên mặt của cậu thanh niên. Có lẽ là do ánh nắng vàng lấp lánh ở bên ngoài, cậu như bị ánh sáng chiếu vào, lông tơ nhỏ bé trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ. Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím, sau khi gõ xong một chương, Đỗ Vân Đình đứng lên hoạt động cánh tay một chút cậu cười tùm tìm hỏi nó cuốn này đọc được không? Hả, thương lục giật mình, cậu nhóc cúi đầu nhìn bìa sách rồi nói, được, đẹp lắm. Thật ra cậu nhóc còn chưa lật nổi một trang, mượn sách đấy, nhưng từ đầu đến cuối thứ mà đôi mắt nó nhìn vẫn luôn là người bên cạnh. Ngay trong thoáng chốc mất hồn, dường như nó đã trông thấy đôi tai lông xù nhô ra từ đầu cậu thanh niên, miền mịn trắng thơm, bên trong hồng sinh một mảnh, rũ xuống từ trong tóc cậu. Sói con ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Anh, ừm, Đỗ Vân Đình ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ trước đó, không có đôi tai nào. Thương Lục nuốt nước bọt, không có gì, cậu nhóc rủi mắt tưởng mình nhìn nhầm. Từ xưa đến nay sói vẫn là động vật ăn thịt, Đỗ Vân Đình biết thế nên ngày nào cũng biến tấu các món từ thịt cho nó ăn, ý đồ nuôi béo lên tí nữa. Mỗi lần Thương Lục cố gắng nhét thịt vào miệng thì Đỗ Vân Đình lại ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào quai hàm nó, vừa nhìn chằm chằm vừa nắm cánh tay cậu nhóc, nắn đi nắn lại thăm dò xem nó có nhiều thêm chút thịt nào không vốn dĩ tố chất cơ thể của nhân loại mới mạnh hơn nhiều so với nhân loại cũ thế nên mấy hôm nay dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt cậu nhóc đã tốt hơn có lẽ cuộc sống thoải mái không cần lo lắng sợ hãi nên đến cả khí chất ánh mắt cũng khác nhiều so với trước dần dần nhích một bước dài về phía cố tiên sinh trong trí nhớ của đỗ vân đình văn phòng môi giới cũng gửi thông báo đã bán được nhà cũ rồi đỗ vân đình nghe vậy bèn sắp xếp thời gian quay về dọn đồ trong nhà cậu không bận tâm đến cha công thời gian dài như vậy cho dù giang văn khang không cam lòng thì chắc cũng không chờ trước cửa nhà cậu nữa nên cậu đã đưa thương lục về cùng chiếc xe rẽ ngoặt một cái lái vào khu nhà ở quen thuộc sói con vẫn luôn nhìn qua cửa sổ đánh giá không cảnh bên ngoài bảo vệ ở đây làm rất nghiêm ngặt sau khi kiểm tra đối chiếu đúng người mới cho bọn họ vào đỗ vân đình dẫn cậu nhóc lên tầng mở cửa Cậu nhóc nhìn xuống dưới xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể trông thấy dòng sông uốn lượn cách đó không xa, đây là view mà chỉ có ở khu nhà kiểu này mới nhìn thấy được. Cậu nhóc buông rèm cửa lần nữa, cũng không hỏi cậu thanh niên vì sao không ở lại đây. Đỗ Vân Đình đang vùi đầu thu dọn đồ đạc, mặc dù nhìn thì có vẻ đồ không nhiều, nhưng đây một món kia một món nhét vào túi, từ từ cũng dần nặng túi hơn. Nhất là chẳng biết tại sao hôm nay cơ thể cậu lại khó chịu khác thường, cậu thử nhấc cái túi nhét đầy đồ lên, kết quả cánh tay bị ghìm đau nhức không thể xách cái túi lên nổi vẫn là đứa nhóc kia im lặng không nói gì nhận túi từ tay cậu dễ dàng mang ra cửa nhìn không giống đang vận chuyển túi hành lý nặng gần trăm cân tí nào giống cầm chiếc lá nhỏ xíu thì hơn đỗ vân đình vừa mệt thờ hồn hển so về thể lực nhân loại mới bỏ xa nhân loại cũng phải đến ba con đường cho dù là nhân loại mới vị thành niên thì vẫn cường tráng hơn đỗ vân đình nhiều túng túng cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương Cậu nói với 7777, thật ra tôi cũng thường xuyên đánh nhau mà. Thực sự rất muốn vất phát một chút tôn nghiêm đàn ông đang ngứt xa mình. 7777 cười ha ha vào mặt cậu. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, cực kỳ gấp rút. Thương Lục đang đứng trong phòng khách, nó nhìn thoáng qua màn hình rồi như người lại, gọi, anh ơi. Ai thế, người tới là một gã đàn ông, dáng người rất cao to, là một nhân loại mới, Thương Lục chưa gặp bao giờ. Cậu nhóc miêu tả bề ngoài rồi hỏi có mở cửa không? Đỗ Vân Đình nghe nó tả xong là biết ngay Giang Văn Khang đã mò đến tận cửa. Chẳng lẽ gã là cho biến dị sao? Gì mà nhanh thế? Đừng mở cho gã. Thế là cậu nhóc nghe lời ngó lơ tiếng đập cửa bên ngoài, tiếp tục cúi đầu thu dọn đồ đạc. Giang Văn Khang ngoài kia gõ cửa hồi lâu, lửa giận từ từ bùng lên, thay vì gõ thì gã bắt đầu nện. Bạch hạ, gã dùng cùi trò đấm vào cửa rồi hét to, bạch hạ, em ra đây cho tôi em phải cho tôi một lời giải thích nói rõ ràng với tôi đỗ vân đình không nghĩ mình có chuyện gì cần nói với gã cậu vẫn ngồi trong nhà bình tĩnh làm việc của mình mặc dù thương lục không biết chuyện gì nhưng vẫn rất tin tưởng cậu bởi vậy trông nó còn bình tĩnh hơn cả cậu đến cả vẻ mặt cũng không thay đổi mí mắt chưa từng nhấc lên tập trung làm công việc trên tay lửa giận trong giọng nói của giang văn khang bên ngoài càng lúc càng to ở mỹ đến mức mấy hàng xóm bên cạnh cũng phải ló mặt ra. Dì Vương làm mai mối hồi trước đã khoanh tay đứng bên cạnh Giang Văn Khang, nói bên ngoài tôi thấy thằng nhóc này có vấn đề từ lâu rồi. Bà nhìn đi, cậu Giang tốt cỡ nào, cao to đẹp trai, đối xử tốt với nó bao nhiêu, mà nó thì hay quá ha, không dưng lại nhốt người ngoài cửa, mình thì không hó hé câu nào đã bỏ đi. Tôi thấy đây có mà là lừa đảo, chuyên môn lừa người ta. Mấy người hàng xóm không biết chuyện gì cũng đứng bên cạnh hóng Bremer. Mi mắt Đỗ Vân Đình giật một cái, rốt cuộc cậu cũng đứng dậy mở cửa ra. Người bên ngoài thấy cậu bước ra thì vội xông lên, "Dì Vương nâng giọng trí chóe, chuyện gì thế chuyện gì thế? Bạch Hạ, lúc đó sao cậu lại đi mất tâm thế, cậu đi đâu?" Đỗ Vân Đình không có kiên nhẫn để nghe bà ta lải nhải ở đây. "Sao thế hả? À? dì, cháu đi đâu gì cũng muốn quản lý sao?" Cậu cười cười, dì coi cháu là con trai gì thật à? Sao lại ăn nói thế? Bà dì tức giận, tôi chỉ là hàng xóm của cậu, không quản được cậu, nhưng cậu Giang là bạn trai cậu, sao cậu không nói tiếng nào? Nếu không phải vừa rồi tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, thì cậu ấy cũng không biết cậu đã về. Được rồi, Đỗ Vân Đình đã hiểu vì sao cha công lại xuất hiện nhanh như vậy. Thì ra còn gài lính tình báo ở đây cơ mà, trên mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói, gì, chuyện này không cần gì nhọc lòng đâu ạ à, cháu chia tay với gã rồi thoát cái vẻ mặt giang văn khang thay đổi gã bước lên một bước dài nhìn chồng chọc vào mắt cậu em nói gì chia gì cơ bà gì bên cạnh cũng không hiểu mô tê gì tại sao lại có chuyện chia tay như vậy cậu đưa một lời giải thích xem nào rốt cuộc cậu giang có chỗ nào không tốt thương lục đứng ngay cửa ánh mắt nhìn theo đỗ vân đình thỉnh thoảng lại cảnh giác liếc người bên cạnh đỗ vân đình đã tìm được cố tiên sinh rồi cũng không có tâm trạng gây dối vô cớ với gã, cậu nói thẳng, gã đánh người. Câu này vừa thốt ra thì vẻ mặt cha công cũng cứng đờ, âm u khó dò. Mấy người hàng xóm bên cạnh nghe vậy cũng lung lay, ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn gã. Cậu Giang á, tôi cũng xin lỗi rồi. Cha công nghiến răng gần từng chữ một, tôi đã giải thích với em, bạch hạ. Đỗ Vân Đình chặn cửa, khoanh tay thở ơ, tôi cũng nói xin lỗi rồi. Tôi, tôi chỉ uống nhiều quá thôi. Bà gì trên miệng, ai mà chẳng có lúc quá chén đàn ông lại còn là nhân loại mới có lẽ đầu óc hơi thiếu tỉnh táo không biết chuyện gì đang diễn ra lúc đó mới đánh người sao cậu lại so đo với kẻ say rượu chứ luận điệu này đỗ vân đình đã từng chứng kiến trong tuyến thế giới nguyên bản rồi lúc nguyên chủ bạch hạ dần dần không nhịn nổi nữa quyết định hoàn toàn quyết liệt với cha công vẫn là bà dì này ra mặt dùng mấy câu y xì để khuyên cậu quay lại có tìm người mới thì chưa chắc cậu đã tìm được người tốt hơn. Đàn ông khó tránh sẽ có lúc động tay chút ít, chỉ cần làm quen chút là ổn rồi. Ai mà chẳng có lúc đầu óc không tỉnh táo, biết đâu chừng do cậu lúc đó làm sai chuyện gì. Cho dù là vì tình cảm hai người lâu nay, mà hơn nữa, chẳng phải cậu Giang cũng xin lỗi rồi sao? Khi đó, linh hồn chú mụ trong cơ thể này vẫn là bạch hạ mềm lòng. Cậu thực tình thành ý quan tâm đến mối tình này, sợ mình hủy hoại nó, cho nên cậu liên tục lựa chọn tha thứ nhiều lần coi như tất cả bạo lực chỉ là xúc động nhất thời của giang văn khang huống hồ sau mỗi lần đánh cậu bị thương giang văn khang đều sẽ đối tốt với cậu hơn trước gần như muốn tâm cậu lên trời những cái tốt này tựa như càng chứng minh với cậu là người đàn ông này thực sự yêu cậu thương cậu quan tâm cậu những lúc dùng bạo lực chẳng qua chỉ là không tỉnh táo trong thoáng chốc nhưng hôm nay đứng ở đây chính là đỗ vân đình cậu khịt mũi coi thường với cái gọi là chân tình này bởi vậy đến cả sắc mặt cũng không thay đổi ngược lại quay sang hỏi bà dì đang đứng sau kia líu lo không ngừng sao dì chắc chắn vậy ạ à? đương nhiên tôi rất chắc chắn dì vương bảo tôi biết cậu giang là kiểu người thế nào cậu thanh niên nhún vai vậy chi bằng dì cam kết thay gã được không bà dì sướng sờ dì cơ dì nhiệt tình muốn tác hợp cho cháu và gã như vậy hạnh phúc cả đời cháu đều đặt trên tay dì đương nhiên dì phải cam kết nhân phẩm cho gã rồi Đỗ Vân Đình nói rồi sai cậu nhóc mang giấy trắng bút đen ra, bây giờ gì có thể bắt đầu viết. Nếu sau này Giang Văn Khang lại ra tay thì gì sẽ chịu trách nhiệm, ít nhất là phải chi tiền thuốc men cho cháu chứ. Vừa nghe cậu bảo mình chi tiền thuốc men, bà dì im bặt luôn. Bà ta nhìn Đỗ Vân Đình rồi lại nhìn Giang Văn Khang đứng bên cạnh, bắt đầu đánh chống lui quân. Chuyện này, chuyện này không cần thiết chứ, sao lại không cần à? Đỗ Vân Đình cứng rắn nhét bút vào tay bà ta, Bây giờ cháu cảm thấy gì nói chuẩn lắm, cho nên gì ký cam kết đi, cháu mới có thể yên tâm ở cùng Giang Văn Khang được. Ngộ nhỡ sau này gã đánh cháu tiếp thì còn có gì ra tay hộ cháu. Vẻ mặt bà dì cũng thay đổi, trông như tiến lùi đều chết dở. Chuyện này, tay bà ta run rẩy nhét bút vào ngực Đỗ Vân Đình, chuyện này, tôi không làm, tôi không làm đâu. Chẳng qua bà ta chỉ là khán giả qua đường, thật ra cũng không biết Giang Văn Khang là loại người gì. Thông tin truyền tới tai bà ta cũng chỉ là truyền lại từ nhóm chị em bạn gì, bốn năm bà cô trong nhóm xem mắt truyền miệng nhau, nếu chịu trách nhiệm thì chắc chắn không liên quan đến bà ta đâu. Chỉ là từ đối đẩy đưa như vậy đã đủ chứng tỏ bà ta thấy nhụt rồi. Mấy người hàng xóm thấy bà ta vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột, tung Giang Văn Khang như sao trên trời, bây giờ đến cả viết một tờ cam kết cho Giang Văn Khang cũng không dám, ai cũng dần mất niềm tin vào bà ta. Gì, vừa rồi gì không nói thế? thế này là gì không có lòng tin với cậu giang à bà dì bối rối dẫm chân đứng được cả buổi mới dặn ra một cậu tôi cũng không phải mẹ cậu ta đúng thế đỗ vân đình cười nói dì cũng không phải mẹ cháu ngụ ý là bà quản chuyện vặt của tôi làm gì vậy mà trong lúc nhất thời dì vương lại cứng họng không trả lời được miệng há hốc cả buổi cũng không phản bác được gì đành phải đóng sầm cửa lại to tiếng mắng người tốt không được báo đáp rồi về nhà người bên ngoài thấy hết dremer để hít thì cũng dần tản đi chỉ còn một mình giang văn khang đứng trước cửa còn chưa kịp nói chuyện thì đỗ vân đình đã đóng cửa lại tiếp tục nhốt gã ngoài cửa không biết vì tức giận hay vì thoải mái lúc này cả người cậu hơi nóng lên nói với thương lục sau này nhìn thấy gã thì đừng mở cửa sói con không trả lời đôi mắt trợn tròn cố sức nhìn chằm chằm vào mông cậu túng túng bị nó nhìn đâm ra hoảng hốt sao thế anh giọng thương lục run lên gọi cậu một tiếng rồi từ từ vươn tay ra che cục lông nhỏ trắng mịn như viên bi giữa hai chân cậu anh cậu thanh niên vô thức bị nó xoa khẽ run rẩy ngạc nhiên nhìn lại thương lục nuốt nước bọt đuôi của anh xuất hiện kia tác giả có điều muốn nói sói con cái đuôi xuất hiện rồi tung túng đâu ở đâu chỗ nào đâu bởi vì cái đuôi quá ngắn chỉ có thể xoay mòng mòng cố hết sức ngoái lại nhìn sói con, bị manh không nói nên lời thình lình bổ nhào lên bạn túng. chương 65, Đỗ Vân Đình, Đỗ Vân Đình, rốt của cậu cũng nhận ra, hình như trong tay thương lục đang giữ cái gì đó. Em thả tay ra trước đã, sói con ngoan ngoãn buông tay ra, Đỗ Vân Đình duỗi tay ra sau lưng, sờ thấy một khe quần nho nhỏ bị căng rách ra. Nhưng lúc này Đỗ Vân Đình không có lòng giả đi thương cái quần mới của mình nữa, chỉ lo sờ vào trong khe hở, một nhúm lông mềm mại bị cậu nắm chặt trong tay xoa lấy xoa để tới nỗi mớ lông trên đuôi sắp bị xoa rụng theo sói con đứng bên cạnh nhìn chăm chú thì thảo anh nó hơi đau lòng cho cái đuôi trắng xù mềm mượt kia đưa tay vuốt nó lại hình tròn anh cứ làm thế sẽ khiến lông rụng hết đỗ vân đình bước lên trước hai bước miễn cưỡng duy trì bình tĩnh chuyện gì thế này đột nhiên cậu tiến hóa rồi sao nhưng sao sờ thử thấy đuôi ngắn vậy cả giống loài gì đây nhỉ ánh mắt thương lục còn đang tập trung nhìn, không thể nhổ ra được. Đỗ Vân Đình cố hết sức ngoái đầu muốn nhìn thử, nhưng cái đôi kia thực sự quá nhỏ quá tròn, cổ cậu sắp vặn gãy tới nơi mà vẫn không thể nhìn thấy hình thù nó ra sao, ngược lại cứ quay tới quay lui vài vòng trên mặt đất như có ghi chân ngắn vui vẻ đuổi theo cái đuôi của mình, đành phải hỏi cậu nhóc, màu gì thế? Sói con nuốt nước miếng cay ực, đôi mắt sáng rực khác thường. Trắng, màu trắng, Đỗ Vân Đình lại càng khó hiểu, Giả thú gì có đôi màu trắng nhỉ? Cậu chạy lạch bạch tới trước gương trong phòng, thương lục đứng phía sau nhìn theo, cái đuôi nhỏ trắng bóc một cục lắc lư theo động tác bước đi của cậu, trông hoạt bát vô cùng, cứ như con thỏ lông trắng mắt đỏ nhảy lên nhảy xuống. Cậu nhóc vô thức đi theo hai bước, đứng ngay cửa nhìn thanh niên đang cố sức quan sát đằng sau của mình qua gương. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng chửi thề bình tĩnh của Đỗ Vân Đình. Đệt, đủ má đang chơi mình hả? bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy không đồng ý nói đừng chửi thề trước mặt đóa hoa của tổ quốc đỗ vân đình nắm chóp đuôi của mình mặt không có biểu cảm gì giải thích giải thích giải thích cái gì tý chủ nhà nó hít sâu một hơi đây chính là kết quả tiến hóa sao cậu đung đưa cái đuôi như cục bông xù của mình thỏ á hoàn toàn không hề giống với những gì cậu tưởng tượng chẳng lẽ không phải là mãnh thú sao cho cậu là một con thỏ mềm mại đáng yêu định bảo cậu lần sau lúc cha nam xông đến nhà, thì có thể dựng thẳng hai lỗ tai lên để cha nam dễ túm lại đánh đòn sao. Thế mà 7777 vẫn bình tĩnh, nói trước đó tôi đã nói với cậu rồi, kết quả tiến hóa là ngẫu nhiên mà. Khuôn mặt đỗ túng túng vặn vẹo, cậu làm thế là lừa dối người tiêu dùng, cho tôi xem toàn là sói hổ báo. Kết quả chờ tôi bị quảng cáo lừa vào chồng thì lại thành đồ ăn của dã thú. Tào lao 7777 nói, người ta tiến hóa tự nhiên cậu là đốt cháy giai đoạn để cưỡng ép tiến hóa sao giống nhau được mà hơn nữa xưa nay hệ thống có đạo đức như chúng tôi sẽ không lừa gạt người tiêu dùng trước kia tiến hóa toàn ra mãnh thú đó là bởi vì giai đoạn tận thế để thích ứng với hoàn cảnh nên phải tiến hành tiến hóa tự nhiên đương nhiên phải chọn những giống loài có sức chiến đấu mạnh và khả năng sống sót cao bây giờ đã là thời buổi hòa bình rồi Đương nhiên không cần sức chiến đấu cao như vậy nữa Thì tất nhiên là lựa chọn ngẫu nhiên rồi Chuyện này trách ai bây giờ Chỉ có thể trách sắc mặt cậu không đúng Đỗ Vân Đình đúng chuẩn phi trường Fakie phi trường Môn ngữ internet thường dùng trong các game trực tuyến Ý chỉ người chơi tiêu nhiều tiền nhưng toàn gặp xui Dễ gặp ở các game có điểm chung là rút thẻ Các loại thẻ từ thẻ cực hiếm đến thẻ xấu là U.A.S.S.A. Senior R.N.V.V Tuy nhiên có một số người không có SSA, từ khi mở máy chủ, mỗi lần rút bài sẽ phát điên lên, mặt mày đen hơn người châu Phi nên được gọi là phi trưởng, liên hệ với câu trên của 7777 sắc mặt không đúng là do đó. Rút thẻ chưa bao giờ rút được thẻ tốt nhỉ? 7777 đồng cảm, đây là vấn đề nhân phẩm. Đỗ Vân Đình, từng chữ đâm tim, cậu buông cái đuôi ra, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, ngã mình vào giường nệm vùi mặt trong chăn mình thương lục còn đang đứng ở cửa vẻ mặt hơi do dự chốc lát sau mới nói anh ơi cậu nhóc bước tới ngồi xuống bên cạnh đỗ vân đình nhẹ giọng nói anh bây giờ anh là tân nhân loại sao cách lớp chăn bông dày truyền ra giọng nói mơ hồ của cậu thanh niên chưa hẳn còn đang tiến hóa cậu nhóc cúi thấp đầu bờ mi khẽ run lên nhưng cũng không lên tiếng hỏi thanh niên vì sao lại còn tiếp tục tiến hóa nó chỉ khẽ nhếch môi siết chặt nắm tay trong lòng nổi lên bong bóng vui vẻ. Anh trai không lừa nó, bảo sẽ mọc đôi mọc tai cho nó sờ, thì thật sự sẽ mọc ra. Đỗ Vân Đình càng nghĩ càng tức giận, Cáo kỉnh giật lông đuôi, a à, à, Còn chưa nhủ được hai lần thì đã bị cảm xúc xù lông trong lòng bàn tay hấp dẫn. Hả, chờ chút, hình như sờ cũng mượt, cậu nhích mông lên, vói tay vào trong chăn sờ đuôi của mình. Sói con bên ngoài nghe thấy động tính, lại nhìn thấy động tác này của cậu, sợ cậu lại muốn giật đuôi nên vội vàng cản lại. Anh, cái này không kéo được, cẩn thận rơi mất thật đấy. Bàn tay cậu nhóc cũng thò vào trong, bảo vệ nhúm lông kia. Không được kéo, bàn tay Đỗ Vân Đình buông ra, buồn rầu bảo không kéo. Trước tiên em buông ra đã, anh chỉ, anh chỉ sờ. Đệt cụ, cảm xúc quá phê, cậu túm bản thân mà túm muốn nghiện. Đỗ Vân Đình đi đến đâu cũng ngúng người cái đuôi vừa bắt đầu tiến hóa nên cậu chưa thể thu rút tự nhiên, lắc hơi qua lại không cẩn thận làm dụng vài cọng lông, khiến thương lục đau lòng không tả được, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cậu, nhặt hết từng sợi lông tơ trắng tinh trên sàn nhà, cẩn thận cho vào hộp. Ngay cả khi cậu đang ngồi sofa xem TV, sói con cũng quan tâm bảo anh, cái đuôi sắp bẹp rồi. Đỗ Vân Đình ngơ ngác nhích mông lên, chứ không thì sao, nằm nghiêng à. Thương lục có kế hoạch rồi, chẳng biết nó lấy từ đâu ra một cái đệm, ở giữa có một phần lõm xuống trùng hợp vào vị trí cái đuôi, có thể để Đỗ Vân Đình nhét cái đuôi trắng mềm một cục của mình vào. Đỗ túng túng ngồi lên đệm, càng ngồi càng cảm giác kỳ quái. Hình như cái này là đệm cho bệnh trĩ, cậu ngoái đầu nhìn cậu nhóc, lúc bấy giờ nó đang cắt táo cho cậu, từng quả táo đều được cắt hình thỏ, có hai cái tai nhỏ vỉnh lên. Đỗ Vân Đình không nói nên lời, đành phải nhịn xuống, nhìn chằm chằm màn hình tivi. 7777 nhắc nhở cậu, vừa bắt đầu tiến hóa, có thể là cậu sẽ chịu ảnh hưởng của một ít tập tính đấy. Đỗ Vân Đình nắm điều khiển, vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những lời này. Tập tính gì cơ, mãi cho đến 3 phút sau, nam nữ chính trong phim truyền hình đỏ mặt đóng cửa lại. Bầu không khí hoàn hảo, bóng nến lay động, rượu vang trong ly đế cao nhẹ nhàng lắc lư, đây là tiết tấu chuẩn bị bum ba la bum đây mà. Động tác gò táo của cậu nhóc hơi chậm lại, cúi đầu xuống có vẻ như khá ngại vành tai đỏ bừng lên. Đỗ Vân Đình đồng cảm vươn tay che cho nó, không để đóa hoa vị thành niên của tổ quốc nhiễm độc. Nhưng nhìn lại một chút, ngược lại chính cậu mới là người là lạ đó, cả người từ trên xuống dưới như có đốm lửa nhảy tới nhảy lui. Nữ chính hưng phấn, cậu lại càng hưng phấn hơn cả nữ chính đang nằm trên giường, hưng thú trỗi dậy mạnh mẽ, tốc độ không kém với bắn tên lửa là bao. Cậu rút bàn tay đang che mắt nó lại, thương lục run rẩy chớp mi, mờ mịt mờ to mắt, trong đôi mắt kia trong veo một mảnh, càng khiến Đỗ Vân Đình cảm giác mình dơ bẩn. Cậu đứng dậy bảo, anh vào toilet một chút, thương lục hé miệng, vẻ mặt ngơ ngác, cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, Đỗ Vân Đình ngồi xuống nắp bồn cầu, dùng tư thế quyết đánh đến cùng bắt đầu luống cuống trồng trọt. Nửa phút sau, bỗng nhiên cậu ngửa cổ ra sau, ánh mắt đờ đẫn. Tôi đệt, tôi đệt cụ, chuyện gì đây? Mặc dù cậu không phải tuyển thủ bắn tên lửa như cố tiên sinh, nhưng tuyệt đối cũng không phải Tuyệt đối không phải loại này. Chuyện này là sao đây? Đỗ Túng Túng hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại kinh dị phát hiện ra, đợt thứ hai cũng xông tới rồi. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Túng Túng khóc hu hu lái tàu bay nhỏ, giải quyết 4-5 lần, lần nào cũng đi được một quãng cực ngắn, cái loại khoảng cách mà taxi chỉ tính giá cước tối thiểu. Cậu khó khăn giữ tay lái, làm công tác chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, kết quả vừa dẫm chân ga đã phải mở cửa xuống xe tuổi thân tới nỗi mắt đỏ bừng. Lái vài chuyến xe, không nói sảng khoái tinh thần, nhưng cũng bị mấy chuyến tàu ngắn tần suất cao này bào mòn sức lực. Cậu đẩy cửa ra, bước chân nhẹ bẫng cứ như lòng bàn chân dẫm lên mây. Mặc dù thương lục ngồi trên ghế sofa, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía toilet. Thấy cậu vừa bước ra từ xa, nó ba chân bốn chẳng chạy lại lo lắng đỡ cậu, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Anh, có phải anh khó chịu ở đâu không? Đỗ Vân Đình che kín vị trí hơi đau nhức, chỉ có thể lắc đầu. Cậu luống cuống, cậu nhóc tắt tivi, mím môi đỡ cậu vào phòng. "Anh hay là nằm nghỉ một lúc, nằm thì nằm, biết đâu nằm xong sẽ không nghĩ nữa." Thế là Đỗ Vân Đình được nửa nâng nửa ôm đỡ lên giường, vừa trải chăn ra cậu đã lăn cuộn vào, kéo một góc đắp lên người mình. "Cậu dặn dò nó, Tiểu Lục tự chơi một chốc đi, ở đây đồ gì cũng có thể dùng, chờ tí nữa anh lại chơi với em." thương lục rót một cốc nước ấm đặt trên đầu giường cho cậu thấp giọng trả lời anh nghỉ ngơi đi không cần lo cho em nó thấy cậu thanh niên vẫn trợn tròn mắt như trước dứt khoát học theo dáng vẻ của đỗ vân đình đưa tay xoa đầu cậu lòng bàn tay của nó rất nóng mặc dù vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng động tác lại hết sức kiên định ngủ đi cậu thanh niên chờ mình nói được được rốt cuộc cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi thương lục ngồi bên cạnh người cậu sờ chán cậu sau khi chắc chắn cậu không phát sốt thì lúc này mới cẩn thận dịch nhẹ chăn gối cho cậu. Đỗ Vân Đình ngủ rất không ngoan, liên tục nhúc nhích về phía bên kia giường. Chăn trên người bị kéo theo cậu, chẳng mấy chốc đã lộ ra nửa tấm lưng và eo mông, có lẽ là do vừa bắt đầu tiến hóa, nên cục đuôi tròn tròn kia vẫn chưa ổn định, không đầy một chốc đã lại thu vào như ảo thuật. Mặc dù không còn đuôi nhưng khe hở trên quần vẫn còn đó. Trên mặt cậu nhóc nổi hai dáng đỏ, không dám nhìn nhanh chóng rời mắt đi. Chờ một lúc, chỗ đó lại lòi ra một cái đuôi, trông như cục bông trắng mịn. Thương lục nuốt nước miếng, cậu nhóc không tự chủ nhìn chằm chằm vào cái đuôi hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra. Dù sao anh cũng đã nói rồi, đuôi và tai cho nó sờ tùy ý. Nó nắm trọn cái đuôi, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve lông mượt, lại xoa nhẹ hai vòng. Lúc xoa đến lần thứ ba, còn chưa sờ đến thì cái đuôi lại rụt về, bàn tay đang xoa của nó chạm lên một mảnh da thịt mịn màng bóng mượt. Trong lòng sói con này lên thình thịch, ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà nó không rụt tay về. Cậu thanh niên hốt hoảng như ý thức được điều gì, chờ mình lầm bầm hai câu, cứ như cảm giác được có thứ gì đó, mơ màng rũi tay vỗ lên. Thương lục bị tay cậu đập vào, tựa như tín hiệu để cậu nhóc tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nó vội vàng thu tay lại, không thể ngồi yên ở đây được nữa, chỉ có thể luống cuống đứng dậy vào phòng bếp hầm cháo bước chân vội vàng như đang chạy trốn định làm cháo rau củ cậu nhóc khom người tìm trong ngăn tủ tìm được gạo chưa quá hạn sử dụng nhưng lại không tìm thấy rau củ nó do dự cầm tiền và chìa khóa ra khỏi nhà vừa đi ra đã trông thấy trong góc tường có bóng người thình lình đứng dậy nhìn kỹ lại chính là giang văn khang chiều nay tới gõ cửa giang văn khang cũng là tân nhân loại cao to lực lưỡng bởi vậy cũng không ngại cái nhìn của loại con nít lông mọc chưa đủ dài này nhóc con bạch hạ đâu lúc thương lục nhìn gã ánh mắt hơi thay đổi nó còn nhớ rõ những lời lúc chiều người đàn ông này nói người này đã từng là đối tượng yêu đương của anh đối tượng yêu đương chẳng biết tại sao lúc nhầm bốn chữ này trong miệng lại đặc biệt khiến người ta cảm thấy khó chịu cứ như nhai một quả ô liu xanh càng nhai càng chua chát sói con không nói câu nào giấu vào lòng loại cảm giác tức giận xen lẫn tuổi thân khó nói rõ được, đi về phía thang máy. Giang Văn Khang chặn nó lại, bị thái độ của nó chọc cười, cũng không cho nó đi. Đang nói với mày đó, nhóc con, mày bị điếc à, gã vỗ một phát rõ mạnh vào vai cậu nhóc, mày mới mấy tuổi, một thằng danh con chưa mọc đủ lông, chẳng lẽ cha mày không dạy mày phải biết nghe người ta nói chuyện sao? Hả? Cuối cùng thương lục cũng ngẩng đầu lên. Giang Văn Khang đối diện với ánh mắt nó thì lại ngẩn người. Gã không nhìn ra chút cảm giác khiếp sợ hoặc gì đó tương tự trong đôi mắt đen lấy này. Ngược lại, đôi mắt đứa trẻ này lại sáng ngời. Loại ánh sáng sắc bén khiến tân nhân loại như Giang Văn Khang cũng lờ mờ thấy sợ hãi. Cứ như trong đôi mắt này có cất dấu thanh đao sắc bén, muốn chém gã bị thương. Gã nhíu mày, không tin một thằng nhãi con lại dám có gan đối đầu trực diện với tân nhân loại thành niên như gã, bởi vậy lại tăng thêm dũng khí. Sao không nói chuyện? hả thương lục nhìn gã chầm chặp một lúc lâu sau bỗng nhiên lên tiếng anh dùng bàn tay nào đánh anh ấy cái gì sói con xích lại gần ánh mắt sáng như lưỡi dao anh dùng bàn tay nào đánh anh ấy cậu nhóc giơ nắm đấm lên giang văn khang nhìn rồi bật cười một tiếng sao nào gã nói hai tay tao tay nào cũng đánh tao còn cầm chai bia nện mày nghĩ mày có thể đánh thắng tao chắc không cần nói những lời thừa thãi nữa lửa giận trong mắt thương lục hoàn toàn sôi trào, bỗng nhiên nó cúi người xuống, giống lên một tiếng trầm thấp, lập tức tung người biến thành con sói đặt bốn móng vuốt trên mặt đất. Mặc dù bây giờ tuổi tác vẫn còn nhỏ, nó vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng lông trên người cũng coi như mọc đủ. Những ngày này nuôi dưỡng mớ lông như tỏa sáng đến nơi, trông như một tấm tơ lụa xám đen, bao kín lấy khung xương cường tráng hữu lực. Giang Văn Khang cũng biến thành báo săn, đứng vững trên mặt đất, gã mỉa mai há to mồm gào lên một tiếng. Chỉ bằng mày á, gã không hề đặt con sói con này vào mắt. Ánh mắt sói chậm rãi tập trung, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như cảnh cáo. Bỗng nhiên nó như tên rời sung, trong chớp nhoáng đã xông ra ngoài. Hai con mãnh thú quần nhau nhập cuộc. Không gian trong hành lang cầu thang không lớn, báo săn Giang Văn Khang là báo trưởng thành, muốn xông lên đánh giết nhưng lại không có đủ chỗ, hành động ít nhiều bị cản trở hình thể sói của thương lục lại nhỏ nhắn hơn nhiều, lại thêm nó còn là vị thành niên, dịch chuyển trốn tránh trong không gian này hoàn toàn không thành vấn đề, nó dùng trực giác của mình tránh trái né phải, chớp lấy khe hở tập kích ít hầu báo săn. Giang nành bén nhọn nhe ra, hắt sáng lấp lánh, dễ dàng đâm xuyên vào lớp da lông dày cổm, đâm thẳng vào phần thịt rắn chắc. Mặc dù báo săn chiếm ưu thế, nhưng thực sự vẫn chật vật không chịu nổi, bị nó cắn mấy lần khiến da lông cũng bị thương, liên tục chu lên, chỉ có thể dùng ưu thế thân hình và sức mạnh tuyệt đối để áp chế thương lục. Nhưng thương lục lại dành nhất là né tránh, cũng không khống chế gã, ngược lại còn thưa dịp loạn lạc dùng sức đạp vào bụng báo săn, đạp gã dắt lên tường rồi lại đạp mạnh hơn. Báo săn bị đạp tới nỗi không có sức thở, duỗi cái chân sau rắn chắc định móc mắt sói con. Trên tường tràn đầy dấu vết móng vuốt sắc bén cao qua cào lại, tiếng động mỗi lúc một lớn, người sống ở tầng lầu này đều nghe thấy được. Dì Vương nhìn ra ngoài qua kính mắt mèo, thấy hai tân nhân loại đánh nhau, hoảng sợ tới nỗi lá gan cũng sắp nứt ra, không ngừng lầm bầm trong nhà. Chết mất thôi, chết mất thôi, nghiệp gì thế này? Có người nhận ra sói con chưa trưởng thành, thân hình còn nhỏ nên muốn báo cảnh sát. Giang Văn Kham ăn đủ khổ của sói, đánh như muốn liều mạng, đến cả việc bản thân liệu có bị thương không cũng chẳng rảnh quan tâm, một lòng một dạ chỉ muốn nhảy vào tới cắn lại, tư thế kia còn kinh khủng hơn so với hồi tận thế vốn dĩ Giang Văn Khang cũng không phải anh hùng đội trời đạp đất chân chính, luống cuống không kịp phòng bị bị sói con cắn một phát, ngược lại gã lại hoàng đầu tiên. Gã tìm được kẽ hở, thình lình nhảy lên bậc thang, trong giây phút biến lại thành hình người đứng trên cầu thang. Trên người còn lấm lem dấu vết, áo quần đẫm vết máu, chật vật không chịu nổi. Thằng nhãi, lần sau lại tìm mày đánh tiếp, chắc chắn sẽ dạy dỗ mày nên thân. Giang Văn Khang bỏ lại một câu rồi vội vàng đi xuống lầu sói con vẫn đứng im trên hành lang, cúi eo căng người, lông trên lưng cũng sắp dựng ngược hết rồi, nó vẫn duy trì trạng thái đề phòng hết sức. Cái mũi nó nhúc nhích trong không trung, xác nhận người đàn ông đã hoàn toàn đi khỏi, lúc bấy giờ mới cúi đầu liếm vết thương bị cắn chóc ra trên đùi. Một lát sau, nó cũng biến thành hình người, cẩn thận kéo tay áo dài xuống, che lại vết thương dữ tợn. Nó ra ngoài mua đồ ăn, để về nhà hầm cháo cho cậu thanh niên. Khi Đỗ Vân Đình mở mắt ra, trong khoang mũi toàn là mùi đồ ăn, còn thơm ngon hơn ngày thường. Cậu vén chăn lên xuống giường, nhìn thấy cháo trên bàn đã bày biện thịnh soạn, cậu nhóc mặc tạp dề xám đen, đang đứng trước nồi quấy cháo, vừa ngoảnh đầu lại, vẻ mặt thoáng vui mừng. Anh dậy rồi à, cậu nhóc thuận miệng nói tiếp, em còn đang định đi gọi anh. Chiếc thìa được đưa vào tay Đỗ Vân Đình, hạt gạo được ninh như nở xòe, cháo không nhiều, bên trong có rau xanh biết được cắt gọt đẹp đẽ, còn có cả rốt màu cam. Đỗ Vân Đình trông thấy cà rốt bèn dướn cổ lên nhìn vào chén cậu nhóc. Quả nhiên, toàn một màu xanh, không hề nhìn thấy chút màu cam nào. Cậu nhếch môi, cố ý dùng thìa xúc một thìa, bỏ vào bát của cậu nhóc. Tiểu lục cũng ăn chút cà rốt đi, bàn tay thương lục bỗng cứng đờ, đôi mắt rũ xuống không thấy rõ biểu cảm nơi đáy mắt. Cậu nhóc lúng búng nói câu cảm ơn anh rồi ngay lập tức im lặng, chiếc thìa múc cà rốt lên rồi lại thả xuống, trông động tác như đang đấu tranh dãy ruộng. Rốt cuộc Đỗ Vân Đình không nhịn cười nổi, dùng đũa gắp cà rốt về, chật vật thế. Dường như sói con thở dài một hơi, nhưng lại sợ cậu tức giận bèn cẩn thận liếc mắt nhìn cậu. Không sao, Đỗ Vân Đình bị nó nhìn mà trái tim như nhũn ra, vươn tay xoa đầu nó, không ăn cũng không sao, tí nữa anh hầm thịt cho em. Đã mấy kiếp rồi, mà cố tiên sinh vẫn luôn chán ghét cà rốt như trước. Cậu khoan khoái vuốt lông cậu nhóc, có lẽ là sờ quá dễ chịu nên hai chiếc tai sói nhọn nhọn bỗng nhú lên trong đám tóc. Đỗ Vân Đình lại vỗ vỗ, xoa nhẹ lên đôi tai nhọn. Lần này, cậu nhóc không tiếp tục để mặc cậu tùy ý xoa nắn, mà nhìn cậu với vẻ trông mong. Anh ơi, ừm, anh, nó nhỏ giọng hỏi, cái đuôi. Nó nhìn chằm chằm vào cục đuôi màu trắng đang nhét trong đệm của cậu thanh niên. Đỗ Vân Đình giật mình, vừa định nói không được, đột nhiên lại bị cậu nhóc bế bổng lên từ trên ghế cũng không biết đứa trẻ này sao lại có sức lực lớn thế, ôm một người lớn như cậu mà chỉ như bê mâm đồ ăn, dễ dàng đặt cậu lên đầu gối mình, cục đùi ung dung lắc lư qua lại giữa khoảng trống hai đùi, bàn tay cậu nhóc che lên trên, sờ soảng không cho từ chối. Cái tư thế này cứ như cho trẻ con đi tiểu, Đỗ Vân Đình càng ngồi càng thấy kỳ quái, nhịn không được vỗ nó, thả anh xuống trước đã. Thương lục không thả, không những không thả mà còn dùng ánh mắt vô cùng đáng thương tấn công lại cậu. Anh đã nói, có tai và đuôi sẽ cho em sờ mà. Nói thì nói thế, nhưng tư thế này không ổn, trước tiên em cứ để anh xuống đã. Hơi thở nóng ngừng ngực của sói con phả bên tai cậu, thấp giọng nói anh, anh nói lời phải giữ lấy lời. Thật ra Đỗ Vân Đình rất tình nguyện giữ lời, nhưng bây giờ thật sự cậu hoảng lắm rồi. Cứ như con thỏ mập vô tình chui vào ổ sói, lông tơ cả người đều sắp dựng đứng hết lên, cái đuôi bị sờ cũng run rẩy trên dưới, lưng cứng còng, nghe tiếng hít thở này, cơ bản không thể bình tĩnh lại nổi bị uy thế chủng loại áp chế mạnh mẽ cậu im lặng một hồi lâu ngượng gạo nói tiểu lục này vâng anh đừng nói là em nhìn anh thấy đói bụng nhé đỗ vân đình lo lắng thế nhưng không thể ăn anh trai đâu đó anh trai không phải loại thỏ thịt kia tác giả có lời muốn nói sói con ừm không phải thỏ thịt là thỏ lông tung túng sói con trông ăn ngon tung túng hết trương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe